Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 27. Anh ta lấy ra hai ly rượu, mở một chai rượu vang, rót mỗi ly một nửa, nói, đã rất lâu tôi không uống rượu rồi, vốn muốn đợi sự việc kết thúc, uống trên tiệc mừng công, nhưng hôm nay cậu quay về, tôi cảm thấy có thể uống một ly. Lý Dục Thần nhận lấy ly rượu, chạm ly với anh ta, hỏi, còn cần tôi làm gì không? Lang Dụ Văn lắc đầu, nói cậu chỉ cần mài kiếm, tôi đợi cậu tung chiêu. Nói xong, một hơi uống cạn ly rượu, Lý Dục Thần gật đầu, cũng uống cạn ly. Hai người nhìn nhau, cười lớn ha ha. Lý Dục Thần định ra về, Lang Dụ Văn bỗng nói, dù sao cậu đã mất tích hơn một tháng, tất cả mọi người đều nghĩ cậu đã chết, hay là dứt khoát không xuất hiện, để người ta nghĩ cậu đã chết, như vậy, hiệu quả tung kiếm cuối cùng liệu có tốt hơn không? Lý Dục Thần ngẩn người, cảm thấy rất có lý, chỉ là có chút hơi tàn nhẫn với người thân bạn bè của mình thôi. Lang Dụ Văn dường như biết anh đang nghĩ gì, nói, hiện giờ cả nhà họ Lâm vô cùng hoảng sợ và mệt mỏi, nhà họ Viên cũng cho rằng mình thắng chắc rồi. Nếu cậu xuất, tất cả sẽ có biến. Đương nhiên, có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng, đây chỉ là đề nghị của tôi, cậu có thể suy nghĩ. Ngoài ra, theo tôi được biết, ông cụ Lâm không biết tin cậu mất tích. Người nhà họ Lâm vẫn giấu ông ta. Còn cả cô Lâm và cô Đinh Hương, người nhà họ Lâm cũng giấu họ. Có lẽ họ sẽ nghe được thông tin cậu đã chết từ nơi khác, nhưng với sự tin tưởng của họ với cậu, tôi nghĩ họ sẽ không tin. Cho nên tôi cảm thấy cậu không cần lo lắng. Lý Dục Thần suy nghĩ, cảm thấy Lang Dụ Văn nói rất có lý. Thế mười mấy ngày này tôi làm gì? Trốn ở chỗ anh uống rượu à? Lang Dụ Văn cười nói, cũng không phải không thể. Nhưng tôi đề nghị cậu đến Thân Châu một chuyến. Thân Châu, Lý Dục Thần lập tức đoán được, Văn Học xảy ra chuyện ư. Cũng không tính là xảy ra chuyện, Lang Dụ Văn nói, cậu Trần bị bố gọi về Thân Châu, còn thu hồi tất cả tài sản của cậu ta quản lý, không được rời khỏi Thân Châu nửa bước. Tại sao, xét thấy cuộc chiến giữa nhà họ Lâm và nhà họ Viên, nhà họ Lâm không nhìn thấy hy vọng chiến thắng, đầu tư ở thành phố Hòa của cậu Trần có thể nói là thất bại toàn diện. Nếu tôi là gia chủ nhà họ Trần, tôi cũng sẽ làm vậy. Ngoài ra, ông cụ Trần đã định một mối hôn sự cho cậu ta, đối phương là con gái của nhà họ Hoàng Hào. Môn Thân Châu, nhưng cậu Trần không thích cô gái đó. Lý Dục Thần gật đầu, vậy tôi đến Thân Châu có thể làm được gì? Giúp anh ta đào hôn à? Lang Dụ Văn cười nói, tôi cũng không biết, nhưng có lẽ cậu Lý biết cậu Trần là con riêng. Sau đó thì sao? Mẹ của cậu Trần thì ra cũng xuất thân vọng tộc, chỉ là gia đình lụi bại, nếu không cũng không đến mức không được vào cửa của nhà họ Trần. Kẻ đầu sỏ khiến nhà họ lụi bại chính là nhà họ Hoàng. Nhà họ Hoàng không thoát khỏi liên can đến cái chết của ông ngoại, bà ngoại của cậu Trần. Thì ra là vậy. Lý Dục Thần đã hiểu, Trần Văn Học chưa chắc không thể chấp nhận cô gái đó, nhưng chắc chắn mẹ của anh ta không thể chấp nhận con trai mình cưới con gái của kẻ thù. Nhớ Trần Văn Học từng nói với Lý Dục Thần, bản tính anh ta là một kẻ bất cần đời, không mưu cầu danh lợi, thậm chí còn tự xưng là nhã nhặn bại hoại, sở dĩ cố gắng như vậy, là muốn tạo ra thành tựu, hoàn toàn là vì mẹ của anh ta. Nhà họ Trần muốn anh ta cưới con gái của nhà họ Hoàng, chắc chắn anh ta không thể chấp nhận. Nhà họ Hoàng ở Thân Châu rất có thực lực à. Lý Dục Thần cảm thấy bố của Trần Văn Học không đến mức đưa ra quyết định hồ đồ như vậy. Cũng tạm, danh vọng rất cao, từng làm mấy chức quan lớn, nhưng đều đã là quá khứ. Về góc độ kinh doanh, không bằng nhà họ Trần, Lang Dụ Văn nói rồi ngừng, nhìn Lý Dục Thần, nhưng, nhà họ Hoàng có tông sư tọa trấn. Lý Dục Thần liền hiểu ra, cũng biết mình nên làm thế nào. Chào tạm biệt Lang Dụ Văn, Lý Dục Thần không đến Thân Châu ngay. Tuy anh biết Lang Dụ Văn nói đúng, lúc này mọi người đều nghĩ anh đã chết, thì giả chết là lựa chọn tốt nhất. Để những người điên cuồng tiếp tục điên cuồng đi. Nhưng lại hơi tàn nhẫn với người thân thiết. Hơn nữa, anh cũng còn có mấy việc cần cho người đi làm. Cho nên anh vẫn đi gặp vài người. Đương nhiên người đầu tiên là Mã Sơn. Mã Sơn vừa nhìn thấy Lý Dục Thần, một người đàn ông lớn từng đó, lại rơi nước mắt tại chỗ. Anh ta cũng không màng nhiều như vậy, ôm chặt Lý Dục Thần, nghẹn ngào nói, anh em tốt. Anh biết ngay em mệnh lớn. Không dễ chết như vậy mài. Ở trường thành nhiều xét như vậy cũng không đánh em chết, làm sao em chết được chứ? Ha ha ha. Anh ta vừa cười, nước mắt vừa rào rào chảy xuống,
ướt đẫm bờ vai của Lý Dục Thần. Lý Dục Thần không theo Mã Sơn về nhà. Đề nghị của Lang Dụ Văn rất đúng, anh đã mất tích hơn một tháng, thêm hơn 10 ngày cũng không sao. Ban đầu Mã Sơn khó mà chấp nhận, nhưng anh ta tin tưởng Lý Dục Thần, chắc chắn có lý của anh. Lý Dục Thần lo lắng nhất cho Đinh Hương, Mã Sơn nói với anh, không cần lo lắng, vì anh ta không nói với Đinh Hương tin anh đã chết. Đương nhiên, nhưng tin tức vẫn truyền đến tai Lâm Mộng Đình và Đinh Hương. Lúc Đinh Hương gọi điện về, trong lòng Mã Sơn vừa khó chịu vừa sốt ruột, không biết có nên nói với cô ấy sự thực không. Nhưng anh ta không ngờ Đinh Hương lại chủ động an ủi anh ta. Anh Mã Sơn, anh phải tin, anh Dục Thần sẽ không chết. Có lẽ anh ấy chỉ có chút chuyện, qua thời gian nữa sẽ quay về. Anh ấy chia xa chúng ta 13 năm, chúng ta cũng từng nghĩ anh ấy đã chết, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn quay về, hơn nữa còn trở nên lợi hại như vậy. Tại sao bây giờ không tin anh ấy thêm một lần chứ? Mã Sơn vô cùng hổ thẹn, mình còn không lạc quan và kiên định bằng cô em gái Đinh Hương này. Nhưng Đinh Hương nói với anh ta, là Lâm Mộng Đình nói với cô ấy như vậy. Lúc vừa nghe được tin, Đinh Hương khóc giàn giụa nước mắt, nhưng Lâm Mộng Đình đã nói với cô ấy những lời như vậy, Đinh Hương liền nghĩ thông suốt. Mã Sơn tự chế nhạo cười nói, em xem anh, đàn ông như này, còn không bằng hai cô gái. Lý Dục Thần cũng không ngờ Lâm Mộng Đình và Đinh Hương lại kiên cường như vậy, trong lòng tin tưởng anh như vậy, nhất thời cũng rất cảm khái. Chỉ là không biết Đinh Hương và Mộng Đình có bị người khác ức hiếp không? Mã Sơn cười nói, việc này em không cần lo lắng, với bản lĩnh hiện tại của họ, chỉ có đi ức hiếp người khác, người bình thường không ức hiếp nổi họ. Lý Dục Thần cũng phải mỉm cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghĩ cũng đúng, họ nhập môn tu hành cũng hơn 2 tháng rồi, một người có cơ thể ngũ âm, một người vì bị Lâm Thiếu Bình hạ độc mà trong họa được phúc đả thông kinh mạch, lại thêm công pháp mà anh truyền thụ dựa theo đặc điểm riêng của họ. Với tư chất của họ, hơn 2 tháng đúng là có thể luyện ra chút bản lĩnh. Mã Sơn lại nói, ở trường chẳng phải có cậu từ đó mà, có anh ta ở đó, cũng không ai dám ức hiếp họ. Từ Hiểu Bắc Hà, Lý Dục Thần nghĩ đến Từ Thông, em đang muốn tìm bố của anh ta làm chút việc, chỉ là không biết lần này, họ có vượt qua được khảo nghiệm không? Lý Dục Thần không được tính là người nổi tiếng, cho nên cái chết của anh, chỉ truyền đi trong phạm vi cực nhỏ của trường Đại học Nam Giang. Những người này, đều là tân sinh viên tham gia tiệc chào đón tân sinh viên của Từ Hiểu Bắc lần trước. Đinh Hương và Lâm Mộng Đình không tin Lý Dục Thần đã chết, nhưng bên ngoài truyền tin tức đi rất rầm rộ, lại khiến họ không thể không tin. Có người bắt đầu khua môi múa mép trước mặt Từ Hiểu Bắc. Cậu Từ, cậu là rồng mạnh vượt sông, bị tên họ Lý đè đầu, tôi sớm tức không chịu nổi rồi. Tân họ Lý đó chết rồi, đúng là ông trời có mắt, giúp cậu Từ báo thù. Cậu Từ, sau này thế hệ trẻ Nam Giang, cậu là vua rồi. Con bé Lâm Mộng Đình tưởng mình có chút nhan. Sắc, cũng chẳng thèm nhìn thẳng chúng ta một cái, tôi ngứa mắt lắm rồi. Bây giờ tên họ Lý đó đã chết, nhà họ Lâm cũng sắp xong đời, xem cô ta còn có chỗ dựa gì. Cậu Từ, cậu lên tiếng, tôi sẽ đi bắt cô ta lại, dâng cho cậu Từ. Cậu Từ, cục diện Nam Giang sắp thay đổi rồi, nhà họ Từ các cậu không tham gia sao? Cậu có thể đề nghị với ông Từ, lúc này giết đến, là thời cơ tốt. Những lời như này, hàng ngày không biết Từ Hiểu Bắc phải nghe bao nhiêu lần. Từ Hiểu Bắc lại không để tâm, cái gọi là người đi trà lạnh, Lý Dục Thần đã chết, những người này trở mặt cũng là chuyện bình thường. Nhưng gã sẽ không làm vậy, tuy ban đầu vì Lý Dục Thần hại gã bị bố đánh gãy chân, nhưng thực sự là lỗi của mình. Lý Dục Thần đã chết, gã cũng không có ý định với Lâm Mộng Đình và Đinh Hương, cũng sẽ không cho phép người khác có ý đồ với Đinh Hương và Lâm Mộng Đình. Nếu có người làm vậy trước mắt gã nhất định cho người đó biết thế nào gọi là tạo nghiệp không thể sống. Nhưng gợi ý cuối cùng, gã lại cảm thấy đúng là có thể suy nghĩ. Nhà họ Lâm bị diệt đã gần như không thể xoay, chuyển, nhà họ Viên giành đại thắng. Cuộc chiến thương nghiệp này đã khuấy đảo cục diện của Nam Giang, lúc này là thời cơ tốt đánh vào thị trường Nam Giang. Từ Hiểu Bắc gọi điện cho Từ Thông, nói ra suy nghĩ của mình. Từ Thông ở phía bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu, hỏi con nghĩ chúng ta nên làm thế nào. Từ Hiểu Bắc dù sao cũng còn trẻ, chỉ có ý tưởng chung chung, một khi cần phương án cụ thể thì vẫn còn thiếu, suy nghĩ một lúc mới nói, con cho rằng nhà họ Viên đang giành ưu thế,
có thể hợp tác với họ trước, hưởng lợi khi thôn tính nhà họ Lâm, tiến vào thành phố Hòa trước. Với thực lực của nhà họ Từ chúng ta, hợp tác với nhà họ Viên chắc chắn sẽ đồng ý. Cũng sẽ trở thành một giai thoại trên thương trường, còn thành phố Hòa chắc chắn sẽ đại loạn vì nhà họ Lâm thất bại, nhà họ Viên không ăn nổi cả thành phố Hòa, chúng a có thể nhân cơ hội đánh bại mấy gia tộc thành phố Hòa khác. Từ Hiểu Bắc nói rất vô tư. Trong lúc đang nói, bỗng nghe bố ở phía bên kia điện thoại quát lên một tiếng, cút. Cút về nhà cho tao. Từ Hiểu Bắc sợ giật mình, ngẩn người một lúc, hỏi, bố à, con nói sai gì sao? Nhưng trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút. Từ Hiểu Bắc sợ muốn chết, chỉ lúc nào bố cực kỳ tức. Giận mới tắt máy như vậy. Gã lái xe cả đêm về Cô Tô, run rẩy sợ hãi đi vào thư phòng của bố gã. Vốn tưởng Từ Thông sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí sẽ dùng đến roi, không ngờ Từ Thông vừa nhìn thấy gã, lại cười hi hi. Từ Hiểu Bắc có chút khó hiểu, hỏi, bố à, rốt cuộc đã có chuyện gì? Từ Thông bảo Từ Hiểu Bắc ngồi xuống. Nói, bố nghe nói bây giờ ở trường con là nhất. Còn có người muốn hiến đăng cô Lâm và cô Đỉnh Hương cho con. Từ Hiểu Bắc nói, đều là những lời vớ vẩn của đám người không có não, con có khốn nạn cũng sẽ không làm việc ngu xuẩn đó. Con đã dạy bảo đám người đó rồi. Nói xem, con dạy bảo thế nào? Con nói, nếu họ dám động vào Lâm Mộng Đình và Đỉnh Hương trước mắt con sẽ phế họ, cho họ cả đời. Không thể động vào phụ nữ. Dạy bảo tốt lắm, Từ Thông gật đầu, nhưng vẫn không đủ. Không đủ, Từ Hiểu Bắc không hiểu, vậy con phải làm thế nào? Con nên phế họ luôn tại chỗ, Từ Thông nói. Trong lòng Từ Hiểu Bắc run rẩy. Gã biết, bố của mình sẽ làm được, ngay cả con trai ruột cũng có thể đánh gãy chân tại chỗ, đừng nói là người khác. Nhưng gã vẫn không hiểu, có cần thiết phải làm vậy không? Những người này chẳng quan trọng, phế họ tại chỗ, có lợi ích gì? Nếu nói lập uy, hình như cũng không cần lập uy như vậy ở Đại học Nam Giang. Từ Thông dường như nhìn ra trong lòng gã nghĩ gì, vỗ vai gã nói, thái độ của con rất đúng, nhưng chỉ nói ngoài miệng vậy, ai biết chứ? Nếu con phế họ ngay lập tức, sự việc sẽ truyền ra ngoài, sau này cậu Lý quay về sẽ biết thái độ của con, cũng biết thái độ của nhà họ Từ chúng ta. Anh Lý quay về, Từ Hiểu Bắc kinh ngạc, chẳng phải anh ta chết rồi sao? Con có nhìn thấy không? Từ Thông hỏi ngược lại. Từ Hiểu Bắc ngây người. Nhưng, bên ngoài đều truyền đi rầm rộ, hơn nữa tin tức là do nhà họ Lâm truyền ra, xem tình trạng của nhà họ Lâm và nhà họ Viên, có lẽ không phải là giả. Từ Thông lắc đầu, nói Tiểu Bắc à, con phải nhớ, bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, cũng phải có phán đoán của mình. Người khác nói gì, bên ngoài truyền gì, đều không quan trọng. Quan trọng là, bản thân con nhìn thấy gì, tin cái gì. Con, Từ Hiểu Bắc hơi ngẩn người, con không nhìn thấy gì hết. Thế con tin Lý Dục Thần đã chết ư, Từ Thông nhấn mạnh. Con không biết, Từ Hiểu Bắc không tự tin lắm nói. Từ Thông bỗng nhiên vỗ một cái lên đầu Từ Hiểu Bắc, con không biết. Quên mất chân của con gãy thế nào à, rồi lại lành lặn thế nào rồi à. Từ Hiểu Bắc bị cái vỗ đầu làm cho tỉnh táo mấy phần. Đúng thế, một người tay cầm sấm sét, giết người từ xa. Ngay cả súng đạn cũng không sợ, làm sao chết được. Nghĩ đến đây, gã sợ hãi một hồi. Sao mình lại dễ dàng tin những lời đồn đó chứ? Những người đó chưa từng thấy bản lĩnh của Lý Dục Thần thì cũng thôi đi, rõ ràng mình từng chứng kiến. Nghĩ đến mấy ngày trước, gã còn từng gặp Lâm Mộng Đình, vì Lý Dục Thần đã chết, gã lo Lâm Mộng Đình sẽ đau lòng buồn bã, còn định đến an ủi mấy câu, không ngờ Lâm Mộng Đình hoàn toàn không coi là gì, chỉ nói một câu, lời đồn thôi. Lúc đó Từ Hiểu Bắc còn cảm thấy Lâm Mộng Đình bạc tình bạc nghĩa, bây giờ nghĩ lại, người ta có niềm tin kiên định, tin tưởng Lý Dục Thần không chết. So sánh như vậy, mình lại không bằng một cô gái, Từ Hiểu Bắc bất giác đỏ mặt. Bố à, Từ Hiểu Bắc gọi một tiếng. Hiểu ra rồi, Từ Thông hỏi. Con hiểu rồi, Từ Hiểu Bắc nói. Từ Thông cười ha ha, bây giờ đã hiểu vẫn chưa muộn, ít nhất không phạm lỗi lầm, hơn nữa lần này con làm rất tốt. Phương hướng là đúng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Con không cần quản việc trong nhà, bố sẽ sắp xếp. Con về trường, nhiệm vụ đầu tiên, chăm sóc tốt cô Lâm và cô Đinh Hương, tuyệt đối đừng để người khác ức hiếp. Bố sẽ điều mấy vệ sĩ cho con, nếu có người dám động vào họ, con đánh hắn thật đau, mặc kệ hắn là ai. Từ Hiểu Bắc đáp một tiếng,
rồi lái xe cả đêm về tiền đường. Từ Thông tiễn con trai đi, quay về thư phòng, vừa châm điếu thuốc, hít một hơi, đã nhìn thấy một người ngồi trên sofa đối diện. Từ Thông sợ giật mình, sặc thuốc, ho khụ khụ. Đợi ông ta nhìn rõ người đó là ai, vội vàng dập điếu thuốc vào trong gạt tàn, kích động đứng lên, cậu Lý. Lý Dục Thần cười nói, ông Từ, ông vẫn khỏe chứ? Từ Thông cười lớn ha ha, ha ha ha, tôi biết ngay cậu Lý cát nhân thiên tướng, bên ngoài đều là những lời đồn vô căn cứ. Lý Dục Thần nói, hiếm khi ông Từ và cậu Từ tin tưởng, lần này cũng là đến cảm ơn ông. Đâu có đâu cói. Từ Thông ngoài mặt thì cười, nhưng cả người đã toát hết mồ hôi. Ông ta biết Lý Dục Thần đã biết thái độ của Từ Hiểu Bắc và ông ta, thậm chí rất có thể đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bố con họ vừa nấy. Cũng may Tiểu Bắc chưa làm ra chuyện ngu xuẩn, cũng may trong điện thoại mình đã gọi con trai về. Ông ta không chắc chắn Lý Dục Thần đến từ lúc nào, nếu không có cuộc nói chuyện vừa nấy, thể hiện thái độ rõ ràng như vậy, Lý Dục Thần liệu có xuất hiện không? Đời người là như vậy, cơ hội luôn xuất hiện vào những lúc không thể tưởng tượng được, cho nên phải nắm bắt bất cứ lúc nào, một khắc cũng không được. Buông lỏng, nguy hiểm cũng như vậy. Ông Từ, tôi còn có chuyện muốn nhờ ông giúp, Lý Dục Thần nói. Từ Thông biết, cơ hội đã đến, mình lại cược đúng rồi, lấy được lòng tin của Lý Dục Thần. Lần trước ở thành phố cô bị nhà họ Thẩm và nhà họ Tiêu cướp trước, ông ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, đêm không ngủ nổi. Bây giờ cũng coi như lại đi trước, mặt họ. Cậu Lý, cậu khách sáo rồi, chỉ cần cậu dặn dò, núi đao biển lửa, Từ Thông quyết không hàm hồ. Đương nhiên Từ Thông biết Lý Dục Thần không thể nào bảo ông ta lên núi đao xuống biển lửa, nhưng lời này cũng không thể hoàn toàn nói là lời xã giao. Nếu có lợi cho gia tộc, ông ta cũng sẵn sàng chấp nhận. Qua 10 ngày nữa, tiền đường tổ chức đại hội võ lâm, không biết ông Từ có nghe nói đến không, Lý Dục Thần hỏi. Đương nhiên tôi biết, Từ Thông nói, hai đại tông sư tiền đường đọ sức, tôi vốn muốn đi góp vui. Cậu Lý, cần tôi làm việc gì? Lý Dục Thần nói, tôi muốn nhờ ông tổ chức lễ đính hôn trước một ngày đại hội tông sư. Lễ đính hôn, Từ Thông ngẩn người, bỗng hiểu ra, vui vẻ nói, cậu Lý muốn đính hôn với cô Lâm phải không? Chúc mừng, cậu yên tâm, cứ giao. Việc này cho tôi, cậu có yêu cầu gì? Lý Dục Thần cười nói, yêu cầu rất đơn giản. Hai điều. Thứ nhất, càng vẻ vang hoành tráng càng tốt. Thứ hai, không được tiết lộ với bất kỳ ai là tôi bảo ông làm, chỉ nói là lễ đính hôn của một vị công tử hào môn thủ đô đính hôn với tiểu thư thế gia Nam Giang là được, có thể làm cho thần bí một chút. Nhưng nói trước nhé, tiền thì ông phải cho tôi vay trước, sau này trả hết cho ông. Yên tâm đi, cậu Lý, cứ giao cho tôi. Tiền với không tiền gì chứ, coi như quà mừng tôi tặng cậu Lý. Ha ha ha. Từ Thông bỗng cười ha ha, công tử hào môn thủ đô thần bí, và tiểu thư thế gia Nam Giang. Ha ha ha, đây là chuyện thú vị, nghĩ cũng thấy có hứng. Dạo này Trần Văn Học vô cùng bực bội, cả ngày chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Toàn bộ dự án đầu tư chủ đạo của anh ta đều tạm dừng, tài sản và quyền lực đều bị gia tộc thu hồi. Đây là quyết định trên hội nghị gia tộc, đương nhiên cũng được Trần Định Bang, bố của anh ta đồng ý. Nhưng đây chưa phải là việc khiến anh ta bực bội nhất, bực mình nhất là, trong nhà định một mối hôn sự cho anh ta, đối phương là con gái của nhà họ Hoàng, tên là Hoàng Giai Huệ. Gặp mặt mấy lần, cũng không thể nói người ta không tốt, dung mạo khí chất cũng coi là hàng đầu, gia thế của nhà họ Hoàng cũng coi là lừng lẫy, còn có tông sư tọa chấn. Nhưng anh ta có thể chấp nhận bất kỳ ai, chỉ không thể chấp nhận nhà họ Hoàng. Vì giữa mẹ của anh và nhà họ Hoàng có mâu thuẫn không thể hòa giải. Thậm chí nói là thù hận. Mẹ của Trần Văn Học tên là La Bội Giao. Nhà họ La vốn cũng là đại tộc thế gia ở Thân Châu, luôn là đối thủ cạnh tranh với nhà họ Hoàng, hai nhà tranh đấu gần trăm năm. Sau này nhà họ La lụi bại, cái chết của ông ngoại bà ngoại, và hai người cậu của Trần Văn Học đều liên quan đến nhà họ Hoàng. Cho nên trong mắt mẹ La Bội Giao, của anh ta, nhà họ Hoàng là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ La. Bây giờ nhà họ Trần định hôn sự cho anh ta, chính là dị đánh vào mặt mẹ anh. Anh ta tin đây không phải là chủ ý của bố, bố không phải là người vô tình vô nghĩa, có lẽ là chủ ý của trưởng bối khác trong gia tộc. Dạo này việc làm ăn trên biển của nhà họ Trần không được thuận lợi, xung đột với đảo Cửu Long, tổn thất rất lớn. Còn nhà họ Hoàng không những có thực lực về kinh doanh,
mà còn có tông sư tọa chấn. Mượn uy danh của tông sư nhà họ Hoàng, cũng có thể đối kháng với đảo Cửu Long. Bố là tộc trưởng nhà họ Trần, vì áp lực gia tộc, đã đồng ý chuyện này. Nghe nói trên hội nghị gia tộc, bố và đám người già trong gia tộc tranh cãi rất lâu, cũng đề xuất cho những con cháu họ Trần khác trong gia tộc đi kết thân. Nhưng đám người già đó cho rằng, chỉ có con trai của gia tộc mới đủ trọng lượng, nên quyết định chuyện hoang đường này. Trần Văn Học không dám nói với mẹ chuyện này, chỉ sợ mẹ tức giận, sức khỏe không chịu nổi. Anh ta nghĩ rất nhiều cách, cũng không nghĩ ra phải giải quyết chuyện này thế nào. Lại vào lúc này, truyền đến tin Lý Dục Thần đã chết. Nếu Lý Dục Thần chết, có nghĩa là nhà họ Lâm sẽ bị diệt thực sự, và đầu tư ở thành phố Hòa của Trần Văn Học thất bại hoàn toàn. Anh ta thành kẻ thất bại từ đầu đến đuôi, thậm chí nhà họ Hoàng đề nghị cho Trần Văn Học ở rể nhà họ Hoàng. Nhà họ Trần lại nói có thể suy nghĩ. Khi Trần Văn Học nhận được điện thoại của Lý Dục Thần, anh ta đang khổ sở bị một đám người vây quanh đòi nợ ở câu lạc bộ Bá Tước Đông Phương. Người đầu tiên đến giải vây cho anh ta, không phải là bố của anh ta, mà là Hoàng Giai Huệ, cô cả nhà họ Hoàng mà anh không muốn ở rể. Mấy ngày nay Trần Văn Học luôn ở bên mẹ, nỗi sâu khổ không có chỗ nào để giải tỏa, sợ bị mẹ nhìn ra, định tìm mấy người bạn rủ đi chơi. Anh ta là con vợ lẽ của nhà họ Trần, thân phận vô cùng khó xử, anh ta không được lòng trong giới thượng lưu hàng đầu ở Thân Châu, dường như luôn thấp hơn người khác một cái đầu. Trong mắt người tầng lớp thấp, nhà họ Trần lại là gia tộc lớn, địa vị không cân xứng, rất khó làm bạn. Cho nên nhóm bạn bè của Trần Văn Học không cao, không thấp, đương nhiên cũng không có nhiều bạn. Hôm đó, anh ta hẹn bạn học cũ Lô Cương và Trương Tiểu Vũ đến câu lạc bộ Bá Tước Đông Phương. Đây là một trong câu lạc bộ nổi tiếng nhất Thân Châu, cũng là nơi các cậu ấm thế gia thường xuyên đến chơi. Gia cảnh của Lô Cương và Trương Tiểu Vũ cũng coi là khá giả, gia đình cũng kinh doanh buôn bán, nhưng vẫn chưa đến mức thường xuyên đến những câu lạc bộ như này chỉ tiêu. Ba người thuê một phòng riêng, uống mấy chai rượu, Trương Tiểu Vũ nghe nói các cô gái của Bá Tước Đông Phương vô cùng xuất chúng. Chưa từng được hưởng thụ, liền xúi giục gọi các cô gái đến tiếp. Lô Cương không phản đối, tuy Trần Văn Học không có hứng thú, nhưng cũng không muốn làm anh em mất hứng, cùng lắm là thêm một hóa đơn trên thẻ thôi. Tuy anh ta là con vợ lẽ, việc kinh doanh cũng bị thu hồi, nhưng tiền tiêu vặt vẫn đủ, mấy triệu với anh ta cũng chỉ là con số thôi. Các cô gái tiếp rượu đến, đúng là nhan sắc hơn người, hai người Lô Cương và Trương Tiểu Vũ vô cùng hứng thú, bầu không khí trong phòng bao cũng càng lúc càng nóng. Ban đầu Trần Văn Học còn uống rượu với vẻ chán nản, cũng không nhìn thẳng cô gái bên cạnh một cái. Lô Cương nói, anh Văn, anh không có bạn gái, lại chưa kết hôn, việc gì phải dè dặt như vậy. Trần Văn Học vừa nghĩ, đúng thế, mình cũng không thích Hoàng Giai Huệ, chắc chắn phải hủy hôn sự này, đã không kết hôn, trong lòng việc gì phải áy náy chứ. Vậy là chút hết cảm xúc bực dọc dồn nén ra, điên cuồng ôm chặt hôn hít. Trên cổ áo sơ mi thêm rất nhiều dấu môi đỏ chót. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn kiềm chế, không vượt quá giới hạn. Anh ta không làm, đương nhiên Trương Tiểu Vũ và Lô Cương cũng sẽ không làm chuyện vượt giới hạn. Cho nên tuy bầu không khí nóng bỏng, nhưng không khí của phòng bao vẫn khá sạch sẽ. Lúc thanh toán, Trần Văn Học lấy thẻ VIP cao cấp rất có thể diện của anh ta ra cho nhân viên phục vụ quẹt. Nhưng nhân viên phục vụ quay lại nói với anh ta, thẻ của anh ta không quẹt được. Ban đầu Trần Văn Học không để ý, cho đến khi đổi mấy thẻ liên tục, mới phát hiện, tài khoản dưới tên anh ta đều bị khóa. Không cần đoán cũng biết là ai làm, ngoại trừ bố anh ta Trần Định Bang ra, không ai có năng lực khóa tài khoản của anh ta. Lần này Trần Văn Học trố mắt, vì để ngăn anh ta dở trò bỏ trốn, lại dùng cả chiêu này, đúng là ác quá. Euro ó còn là bố ruột không? Đương nhiên Trần Văn Học biết là người chèo lái của một gia tộc. Phải suy nghĩ đến lợi ích của cả gia tộc, cũng chính là chủ nghĩa tập thể mà mọi người thường nói, cá nhân phải phục tùng tập thể. Nhưng anh ta vẫn không thể chấp nhận hành vi bán con trai như này của bố. Trần Văn Học bảo nhân viên phục vụ gọi quản lý câu lạc bộ đến. Quản lý cậu lạc hộ họ Trương, lúc quản lý Trương lọi vô cùng đến, cứ mở miệng là cậu Trần, cậu chủ Trần, thân thiết, nghe nói Trần Văn Học muốn ký giấy nợ, cũng lập tức đồng ý, lấy giấy nợ ra bảo Trần Văn Học ký tên. Trong lòng Trần Văn Học đang bốc hỏa, cũng không xem kỹ giấy nợ, liền cầm bút rồng bay phượng múa ký. Tên của mình. Ba người vừa đến sảnh câu lạc bộ,
vẫn chưa ra cửa, đột nhiên bảo vệ ở cửa chặn lại. Làm gì hả, Trần Văn Học chỉ từng thấy bảo vệ câu lạc bộ không cho người khác vào, chưa từng thấy không cho người ra, không biết tôi hả? Xin lỗi, cậu Trần, hiển nhiên bảo vệ biết anh ta, các anh vẫn chưa trả tiền phải không? Tôi trả tiền hay chưa là chuyện anh cần quản hả, Trần Văn Học nổi nóng, gọi quản lý Trương của các anh đến đây. Bảo vệ cũng không tức giận, chỉ không cho họ đi, sau đó gọi quản lý Trương đến. Một lúc sau, quản lý Trương đến. Quản lý Trương vừa nấy còn mặt mày tươi cười giờ đã trở mặt, ngẩng đầu, ưỡn ngực, cất bước chân gió lớn thổi cũng không lay động, ra vẻ ta là quản lý của câu lạc bộ cao cấp Thân Châu. Quản lý Trương, thế này là sao? Chẳng phải tôi đã ký giấy nợ rồi sao? Trần Văn Học hỏi. Quản lý Trương nói, cậu Trần, tôi cũng chẳng còn cách nào. Tôi vừa nhận được tin, tất cả ngân hàng và tổ chức tài chính tín dụng đều dừng cấp tín dụng cho cá nhân cậu. Kể cả doanh nghiệp dưới tên nhà họ Trần các cậu. Việc này, có phải tôi có thể hiểu là, tín dụng cá nhân của cậu hoặc là quan hệ giữa cậu và nhà họ Trần xảy ra vấn đề nghiêm trọng phải không? Quản lý Trương nói rất thong thả chậm rãi, thậm chí còn có ngữ khí chế nhạo. Đương nhiên rồi, cậu Trần là ai chứ? Chúng ta biết rất rõ, nếu là số tiền nhỏ, tôi trực tiếp miễn phí cho cậu cũng được, nhưng số tiền lớn như vậy, tôi cũng không có quyền, hay là... Tôi gọi điện cho cấp trên của chúng tôi xin cho cậu. Đương nhiên Trần Văn Học biết quản lý Trương đang từ chối, gọi điện xin ý kiến gì chứ, chỉ sợ là sớm đã xin ý kiến rồi, nếu không làm sao đột nhiên lại trở mặt. Lư Cương nói, được rồi, chẳng phải là thanh toán thôi sao, mỗi lần đều là Văn Học mời, hôm nay để. Trương Tiểu Vũ cũng nói, để tôi, bao nhiêu tiền? 1.780.000, quản lý Trương bình tĩnh nói một câu. Dường như đang nói một đồng 7 xu 8 vậy. Lư Cương và Trương Tiểu Vũ sợ giật mình, ngón tay vừa mở áp trả tiền trên điện thoại liền cứng đờ. Bao nhiêu, ông nói lại lần nữa đi. 1.780.000, quản lý Trương nói lại lần nữa, đây còn là đã chiết khấu theo thẻ hội viên bạch kim của cậu Trần rồi. Lư Cương và Trương Tiểu Vũ đều nhìn thấy vẻ lúng úng trên khuôn mặt của đối phương, sau đó nổi lên cơn giận. 1.780.000, vãi, sao các người không đi cướp đi? Trần Văn Học cũng rất bực mình, cũng không phải lần đầu anh ta đến câu lạc bộ bá tước Đông Phương này, hôm nay cũng không gọi rượu đặc biệt đắt đỏ gì, càng không có phục vụ đặc biệt, tính hết tất cả cũng không vượt qua 100.000, sao bây giờ lại gần 2 triệu rồi? Quản lý Trương, không thể tính bừa. Quản lý Trương dường như sớm đã liệu được anh ta sẽ nói như vậy. Lấy hóa đơn ra nói, đây là hóa đơn cậu Trần đã ký tên, cậu tự xem đi. Trần Văn Học nhận lấy xem, trên hóa đơn viết rõ ràng tổng chi phí sau khi chiết khấu là 1.780.000, lúc mình ký tên lại không xem, đúng là quá sơ suất rồi. Nhìn lại hóa đơn thanh toán, giá rượu còn bình thường, chỉ là ba cô gái tiếp rượu, thông thường phục vụ như này sẽ thay thế bằng tên danh mục khác, nhưng hôm nay lại trực tiếp liệt kê ra, viết là, minh tinh tiếp khách. Trần Văn Học kinh hãi. Câu lạc bộ cao cấp như này đúng là có chương trình minh tinh tiếp khách giúp vui, giá cả cũng không có tiêu chuẩn gì, có thể hát một bài 100.000, cũng có thể uống một ly rượu 200.000, còn tiền tiếp thì càng không cần nói. Nhưng vấn đề là ba cô gái này cũng coi là minh tinh. Trần Văn Học biết mình đã trúng chiêu, chắc chắn là có người tính kế anh ta, nhưng anh ta không nghĩ ra, là ai đã hại anh ta, tại sao phải hại anh ta. Lúc này, đã có người bắt đầu vây xem. Những người đến câu lạc bộ đều là người có thân phận có máu mặt, chỉ trỏ trỏ, cười khúc khích. Quản lý Trương thúc giục nói, thế nào, cậu Trần, cậu tự nghĩ cách, hay là tôi giúp cậu nghĩ cách? Trần Văn Học đang không biết phải trả lời thế nào, bỗng nghe có người nói, bao nhiêu tiền, tôi trả giúp anh ấy. Mấy người từ cửa đi vào, người dẫn đầu là một cô gái trẻ. Quản lý Trương vừa thấy người đến, lập tức đổi mặt tươi cười, ôi, cô Hoàng, cô đến rồi. Người đến chính là Hoàng Giai Huệ, đối tượng mà nhà họ Trần định hôn sự cho Trần Văn Học. Quản lý Trương đưa hóa đơn cho Hoàng Giai Huệ, trên mặt còn hiện nụ cười xấu xa không dễ phát giác. Hoàng Giai Huệ nhìn hóa đơn một cái, cau mày, sau đó nhìn sang Trần Văn Học. Khi nhìn thấy dấu môi đỏ trên cổ áo và trên cổ của Trần Văn Học, vẻ mặt liền biến sắc. Trần Văn Học, không ngờ anh là loại người đó, Hoàng Giai Huệ tức giận nói. Trong lòng Trần Văn Học đang nổi lửa, lại thêm vốn dĩ không muốn liên quan gì với nhà họ Hoàng,
cũng không thèm thích, đã sứt mẻ thì cho sứt mẻ luôn, không vui nói. Tôi là loại người nào? Hoàng Giai Huệ càng nổi giận, vứt hóa đơn lên mặt Trần Văn Học, đến câu lạc bộ chơi gái, chơi xong còn để vợ chưa cưới đến trả tiền, đúng là chỉ có anh, Trần Văn Học. Càng lúc càng nhiều người vây xem, có người nhận ra thân phận của họ, liền thì thầm to nhỏ. Trần Văn Học hơi ngượng ngùng, nhưng lúc này anh A lại không thể đi, quản lý Trương ngăn lại, muốn đu cũng không đi được. Đúng lúc này, điện thoại của anh ta đổ chuông, lấy ra vừa nhìn số điện thoại, Trần Văn Học đã mừng đến suýt nhảy lên. Trời ơi, anh ta còn sống. Trần Văn Học cầm điện thoại, đi vào trong góc đại sảnh, vừa nói vừa cười lớn ha ha, giống như tên ngốc. Lần này Hoàng Giai Huệ lại lúng túng. Ngoài lúng túng, trong lòng cô ta cũng rất giận, giận gia đình sao lại tìm cho cô ta một người đàn ông như vậy để kết hôn, cho dù làm con rể ở rể cũng không được, người này không những nhân phẩm có vấn đề, mà còn là kẻ ngốc. Quản lý Trương ghé đến nói, cô Hoàng, cô xem, hóa đơn này, cô có trả hay không? Trả cái gì mà trả, Hoàng Giai Huệ không vui nói, ai thích trả thì đi mà trải. Nói xong, tức phừng phừng quay đầu bỏ đi. Quản lý Trương bĩu môi, dường như không sầu lo vì hóa đơn này, cũng không giữ lại, chỉ là càng nhếch miệng cười hơn. Trần Văn Học nghe điện xong, quay lại, phát hiện Hoàng Giai Huệ đã bỏ đi, liền hỏi quản lý Trương, cô Hoàng đâu? Quản lý Trương cười lạnh lùng nói, vừa nãy người A đồng ý giúp cậu trả tiền, cậu không nhận, bây giờ thì nhớ đến người ta rồi. Đương nhiên là đi rồi. Cậu Trần, có cần tôi cho người đuổi theo giúp cậu không? Trần Văn Học chắc chắn Hoàng Giai Huệ đã đi, thở nhẹ nhõm, nói, không cần đâu. Quản lý Trương nói, vậy hóa đơn của cậu làm thế nào? Hay là, tôi thông báo cho bố cậu cầm tiền đến chuộc người? Ông dám, Trần Văn Học trừng mắt, lộ vẻ hung dữ. Quản lý Trương sợ giật mình, không hiểu tại sao Trần Văn Học bỗng nhiên như biến thành người khác. Dù sao ông ta cũng chỉ là quản lý của câu lạc bộ, đâu dám gọi điện cho Trần Định Bang. Ôi, tôi không dám, nhưng anh sử dụng dịch vụ, tôi thu tiền, đây là chuyện đương nhiên, đường đường cậu chủ nhà họ Trần, cũng không thể ăn uống quyệt chứ. Yên tâm, tôi đã sử dụng dịch vụ, sẽ không thiếu của ông một đồng, Trần Văn Học cười nói. Quản lý Trương cứ cảm thấy nụ cười của Trần Văn Học ẩn chứa điều gì. Cậu Trần, là cậu nói đấy nhé. Là tôi nói, Trần Văn Học gật đầu, tôi còn có người bạn sắp đến đây, ông sắp xếp cho tôi một phòng riêng đi. Quản lý Trương do dự một lúc, nói, được, nhưng mà cậu Trần, tôi phải nói trước, nếu không có tiền thanh toán, tôi chỉ đành báo cảnh sát. Trần Văn Học lạnh lùng hừ một tiếng, đương nhiên anh ta biết, báo cảnh sát mà ông ta nói không phải là báo cảnh sát thật, mà là ám thị anh ta, một khi chuyện này truyền ra ngoài, có thể sẽ khiến anh ta thân bại danh liệt. Nếu ông có gan, bây giờ có thể đi báo luôn, Trần Văn Học nói. Quản lý Trương càng lúc càng không đoán được rốt cuộc Trần Văn Học đã gọi cứu binh gì đến, cậu ấm thế ra như này, nếu không phải người đứng phía sau đó cứ muốn hại anh ta, quản lý Trương tuyệt đối không có gan đắc tội. Cậu Trần, bây giờ nói gì cũng vẫn sớm, tôi sắp xếp phòng bao cho cậu trước, cậu cứ chơi trước, đợi bạn của. Cậu đến rồi tính. Trần Văn Học và Lô Cương, Trương Tiểu Vũ vào phòng bao. Anh Văn, thế này là sao? Lô Cương cũng không nghĩ ra tại sao Trần Văn Học đột nhiên như biến thành người khác. Yên tâm đi, có người đến giúp tôi thanh toán rồi, Trần Văn Học ung dung thoải mái ngồi nằm trên sofa. Anh Văn, rõ ràng họ đang bẫy hại anh, chúng ta không thể trả hóa đơn này, Trương Tiểu Vũ nói. Không đương không trả, ai nói tôi sẽ trả tiền. Chẳng phải vừa nãy anh nói có người đến thanh toán ư. Vậy sao, Trần Văn Học ngửa cổ suy nghĩ, vậy coi như tôi dùng từ không đúng. Không phải là thanh toán, là... Quản lý Trương sắp xếp phòng bao xong cho Trần Văn Học, liền cầm điện thoại gọi đi. Cô Hoàng đã đi rồi. Đúng, chắc chắn là nổi giận. Trần Văn Học lại muốn mở phòng bao, nói là có bạn đến, có lẽ là gọi cứu binh gì đó. Vâng, vâng, được, tôi biết rồi. Tắt máy, ông ta đến cửa, đặc biệt dặn dò bảo vệ mấy câu. Câu lạc bộ cao cấp như Bá Tước Đông Phương, một ngày cũng không có mấy người đến. Hơn nữa đều là chế độ hội viên, không phải hội viên thì cần hội viên đưa đến mới vào được, chỉ cần là hội viên, bình thường bảo vệ đều biết. Quản lý Trương nói với bảo vệ, bất kể ai đến cũng phải thông báo với ông ta một tiếng. Ông ta muốn xem, bạn của Trần Văn Học là ai? Nếu thực sự là đại Phật nào,
ngay cả ông chủ cũng không chọc được, thì không nói gì hết, ngoan ngoãn đến tiếp rượu xin lỗi cậu Trần. Nhưng nếu chỉ là nhân vật bình thường, quản lý Trương phải đùa giỡn họ một trận mới được. Đó cũng là ý của người đứng phía sau ông ta. Rất nhanh, bảo vệ gọi điện cho ông ta, nói bên ngoài có người lạ đến, tìm cậu Trần, không phải là hội viên, hỏi có cho vào không. Quản lý Trương vừa nghe là người lạ, cũng không dám xác định lai lịch thế nào, bèn vội vàng ra cửa. Lúc này Lý Dục Thần chắp hai tay phía sau, ngẩng đầu nhìn cách trang trí xa hoa hào nhoáng ở mặt tiền câu lạc bộ cao cấp yên tĩnh trong ồn ào này. Anh phát hiện trên đá hoa bên trên cổng lớn có khắc nổi một hình được người ta sợ đến bóng loáng, khiến anh nghĩ đến khỉ đá ẩn giấu trên cổng Bạch Vân Quan. Lý Dục Thần tiến lên một bước, đang định đưa tay sờ thì bị quản lý Trương quát ngăn lại. Đừng, đừng sờ, thứ này người bình thường không sờ được. Đây gọi là phú quý đầy nhà, chỉ có hội viên cao cấp ở chỗ chúng tôi mới được sờ. Lý Dục Thần rút tay lại, nhìn quản lý Trương. Không biết tại sao, trong lòng quản lý Trương hơi run lên. Vậy thì, làm thế nào mới có thể trở thành hội viên cao cấp, Lý Dục Thần hỏi. Nghe thấy lời này, quản lý Trương thở nhẹ nhõm, đoán rằng có lẽ người đối diện có thân phận bình thường, người của giới thượng lưu dù không phải là hội viên của bá tước, đâu có mấy người không biết yêu cầu của bá tước Đông Phương. Trừ phi anh ta không phải là người Thân Châu. Nếu không phải người bản địa Thân Châu thì có gì phải sợ. Hội viên cao cấp yêu cầu tài sản cá nhân phải từ 50 triệu trở lên, cần có hai hội viên là người giới thiệu và người bảo đảm. Còn có hội viên Bạch Kim và hội viên Kim Cương, tài sản yêu cầu lần lượt là 200 triệu và 500 triệu, cũng cần hai hộ N cùng đẳng cấp là người giới thiệu và bảo đảm. Quản lý Trương vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của Lý Dục Thần, đương nhiên rồi, nếu tài sản từ 2 tỷ trở lên, không cần giới thiệu, chúng tôi có thể tặng một thẻ VIP tôn quý nhất. Vẻ mặt Lý Dục Thần không hề dao động, chỉ khẽ mỉm cười. Quản lý Trương không nhìn thấu được, hỏi, vậy, cậu muốn gia nhập hội viên đẳng cấp nào? Có cần tôi tiến cử người giới thiệu cho cậu không, nói không chừng có người cậu quen đấy. Không, tôi không nhập hội, Lý Dục Thần nói ỉm Trần Văn Học, anh ta ở bên trong. Quản lý Trương thả lỏng khuôn mặt, xem ra không phải nhân vật lớn gì, nếu là nhân vật lớn, 2 tỷ tài sản chứng minh chỉ là chuyện trong vài phút. Đã nói đến đây rồi, chắc chắn sẽ làm thẻ VIP. Không nhập hội à, vậy thì khó xử rồi, chỗ chúng tôi chỉ mở cửa cho hội viên, không phải hội viên không được vào. Lý Dục Thần không phải là người không nói lý. Đương nhiên anh biết kiểu tiếp đãi hội viên của những câu lạc bộ cao cấp như này, cho nên vừa nãy anh cũng không làm khó bảo vệ, yên lặng đứng đợi bảo vệ báo lên trên. Nhưng thái độ của quản lý Trương khiến anh ý thức được điều không đúng. Theo lý mà nói, với thân phận địa vị của Trần Văn Học, anh báo tên của Trần Văn Học, quản lý của câu lạc bộ chắc chắn sẽ khách sáo cho anh vào, không đến mức làm khó. Làm khó rõ ràng như này, chỉ có thể cho thấy, rắc rối mà Trần Văn Học gặp ở Thân Châu, sợ rằng không phải chỉ là chút phiền não gia đình định hôn sự cho anh ta. Câu lạc bộ có cao cấp đi nữa, một quản lý nhỏ bé có thể có bao nhiêu quyền lực, dám đắc tội với cậu chủ của nhà họ Trần ở Thân Châu. Phía sau chắc chắn có người sai khiến. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn quản lý Trương, nói như vậy, là tôi không được vào. Cậu không thể vào, quản lý Trương nói. Ông có thể chịu trách nhiệm cho câu này của ông không? Đương nhiên là được. Quản lý Trương cười như không cười nhìn Lý Dục Thần. Ông ta đã chắc chắn Lý Dục Thần không phải là người mà ông A không đắc tội nổi, thậm chí có vẻ ngay cả ông chủ của ông ta cũng không cần ra mặt, ông ta có thể dễ dàng giải quyết. Cho nên lúc này, thậm chí ông ta đã quên mất hỏi họ tên của đối phương. Vậy thì hết cách rồi. Lý Dục Thần lắc đầu, không để ý đến quản lý Trương nữa, cất bước đi vào trong. Quản lý Trương ngẩn người, đây có lẽ là lần đầu tiên ông ta gặp phải một kẻ cứng đầu cố xông vào từ khi làm quản lý câu lạc bộ đến nay. Đứng lại, ông ta quát một tiếng, bước sang ngang, định chặn trước mặt Lý Dục Thần. Nhưng ông ta không ngờ, chỉ một bước này, suýt nữa lấy cái mạng của ông ta. Khi ông ta bước sang ngang một bước, chặn trước mặt Lý Dục Thần, trong mắt ông ta nhìn thấy một người đi về phía ông ta, nhưng cơ thể của ông ta lại cảm thấy là một bức tường đập về phía ông ta. Một luồng lực lớn đập ông ta bay đi, đụng lên tấm cửa kính của câu lạc bộ, kính rào rào vỡ vụn. Quản lý Trương ngã trên đống mảnh vụn thủy tinh khắp đất, đau đớn vật lộn. Hai bảo vệ kinh ngạc, nhưng cũng không làm gì. Không phải họ không muốn hành động,
mà lúc này họ lại không động đậy được một cách khó hiểu. Đương nhiên, họ cũng chỉ nghĩ chỉ có mình như vậy, còn đối phương nhát gan nên mới không dám ra tay, vậy nên trong lòng mỗi người đều khinh bỉ đối phương một trận. Lý Dục Thần ung dung đi vào cửa, đi đến trước mặt quản lý Trương, nói có những chuyện không phải có thể chịu trách nhiệm dễ dàng thế đâu. Quản lý Trương khó khăn bò lên, chỉ vào Lý Dục Thần nói cậu. Cậu biết đây là nơi nào không? Không ai có thể ngang ngược ở đây. Đừng tưởng cậu biết chút võ công thì lợi hại lắm. Ông ta thực sự không nghĩ được vừa nãy Lý Dục Thần làm được bằng cách nào, chỉ có thể quy kết là công phu thần kỳ. Là một trong những câu lạc bộ cao cấp nhất Thần Châu, đương nhiên cũng có cao thủ tọa chấn, cho nên quản lý Trương cũng có chút hiểu biết. Lý Dục Thần cười, ông biết tại sao vừa nãy ông ngã mạnh như vậy mà không chết không? Tại sao còn có thể đứng lên nói chuyện với tôi không? Quản lý Trương ngẩn người, bất hỏi giác, tại sao? Vì tôi vẫn chưa muốn cho ông chết. Quản lý Trương nghe thấy câu này, không nhịn được, run lên, toàn thân nổi da gà, lúc nhìn sang Lý Dục Thần lần nữa, dường như nhìn thấy ma. Lúc này, bảo vệ của câu lạc bộ đã vây đến, khách bên trong cũng nghe thấy tiếng động liền ra xem góp vui. Mấy người Trần Văn Học cũng chạy ra. Trần Văn Học vừa nhìn thấy Lý Dục Thần, liền chạy đến thụi mạnh một cái lên vai Lý Dục Thần, vẻ mặt vui mừng, tôi biết ngay anh không chết được mài. Ha ha ha! Anh ta cười rất lớn, như hát kịch vậy, cười mãi, trong mắt còn long lanh nước. Đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện, Trần Văn Học cười, khoác vai Lý Dục Thần, đi vào trong phòng bao, cũng chẳng nhìn đến quản lý Trương một cái. Vào ngồi trong phòng bao, sau khi mọi người giới thiệu làm quen lẫn nhau, Trần Văn Học nói với Lý Dục. Thần chuyện xảy ra ở đây. Lý Dục Thần nghe xong nói, rõ ràng là có người muốn hại anh. Trần Văn Học nói, tôi cũng nhìn ra rồi, nhưng tôi không hiểu tại sao, bày ra chuyện này hại tôi, họ được lợi gì chứ? Khóa tài khoản của tôi, chỉ có bố tôi làm được, nhưng nếu là ông ấy, thì càng không hiểu nổi, ông ấy muốn tôi kết hôn với Hoàng Giai Huệ, làm sao lại làm hỏng danh tiếng của tôi? Một khi tôi thân bại danh liệt, nhà họ Hoàng làm sao có thể còn đồng ý hôn sự này? Lý Dục Thần cười nói, bất kể là ai, có mục đích gì, bây giờ chẳng phải hợp ý anh. Cô Hoàng đã bỏ đi, ít nhất trong mắt người nhà họ Hoàng, anh đã rất tồi tệ rồi. Trần Văn Học cười ha ha, anh nói đúng. Nhưng tôi vẫn phải làm rõ rốt cuộc là ai muốn hại tôi, nếu không sau này tôi ăn không ngon ngủ không yên. Yên tâm đi, chốc nữa anh sẽ biết thôi, Lý Dục Thần nói. Trần Văn Học biết Lý Dục Thần có bản lĩnh, Lô Cương và Trương Tiểu Vũ quay sang nhìn nhau, không nghĩ ra Lý Dục Thần muốn làm gì. Hay là chúng ta thanh toán trước đi. Ra ngoài từ từ bàn bạc, từ từ nghĩ cách, Lô Cương nói. Trương Tiểu Vũ cũng nói, đúng thế, nếu khó khăn, ba người chúng ta góp lại, tôi vẫn còn có mấy trăm ngàn. Trần Văn Học cười nói, các anh nghĩ họ sẽ nhận số tiền này hả? Nếu họ nhận tiền này, biển hiệu của câu lạc bộ bọn họ sẽ bị đập, sau này ai còn dám đến đây vui chơi? Hôm nay họ làm việc này, chỉ là mượn cớ để tôi xấu mặt thôi. Lúc này, cửa của phòng bao mở ra. Quản lý Trương cùng một người đàn ông trung niên mập mạp đi vào, phía sau họ còn có mười mấy vệ sĩ. Trần Văn Học nhận ra, người đàn ông trung niên này, chính là Phan Nhạc Thanh, ông chủ của câu lạc bộ, rất được hoan nghênh trong giới thượng lưu Thân Châu. Quản lý Trương chỉ vào Lý Dục Thần nói, Tổng Giám Đốc Phan, chính là cậu tai. Phan Nhạc Thanh nhìn Lý Dục Thần mấy cái, rồi lại nhìn sang Trần Văn Học, nói, cậu Trần, bạn của cậu rất nóng tính. Đã đánh hỏng cửa lớn của câu lạc bộ, đánh thương người của tôi, món nợ này tính thế nào? Trần Văn Học đang định lên tiếng, bị ánh mắt của Lý Dục Thần ngăn lại. Lý Dục Thần nhìn Phan Nhạc Thanh một cái, nói tôi không muốn lãng phí thời gian với ông, trực tiếp hỏi ông, có lẽ ông không chịu nói, cứ muốn tôi đánh hết tất cả thuộc hạ có thể đánh của ông mới được. Thế này đi. Anh nói xong đưa tay ra, mở rộng năm ngón tay. Tôi biết trên người ông có súng. Vừa dứt lời. Trong tay của Lý Dục Thần có thêm một khẩu súng. Phan Nhạc Thanh vừa cảm nhận được bên hông hình như có thứ gì động đậy, liền sờ qua, mới phát hiện khẩu súng của mình đã biến mất. Cậu, ông ta kinh hãi nhìn Lý Dục Thần, lại không thốt ra lời. Vì lúc này, Lý Dục Thần tiện tay nắm lại, khẩu súng liền méo mó, rất nhanh biến thành một đống tròn tròn. Lý Dục Thần nhìn sang người phía sau Phan Nhạc Thanh, ánh mắt dừng lại ở một vệ sĩ cao cao trong đó. Kẻ này có lẽ là kẻ đứng đầu trong đám vệ sĩ này,
cũng là người có võ công giỏi nhất. Anh ném khẩu súng bị bóp tròn trong tay qua, vệ sĩ đỡ lấy, xoẹt một tiếng, một làn khói bốc lên. Thân súng bằng kim loại lại tan chảy. Vệ sĩ cố nhẫn nhịn không vứt đi, hai tay trái phải hất sang nhau, cũng coi như cầm chắc. Anh ta cầm thứ kim loại đã biến thành hình cầu nhìn mấy cái, càng nhìn vẻ mặt càng chấn kinh, sau đó nhìn sang Lý Dục Thần, khẽ khom người với anh, không nói đến một câu, quay người bỏ đi. Anh ta vừa đi, các vệ sĩ khác cũng đi theo. Phan Nhạc Thanh kinh hồn bạt vía, muốn gọi họ lại, nhưng lời đến bên miệng lại không thốt ra được, cổ họng như bị chặn lại. Lý Dục Thần nói, ông không cần trách họ không có đạo đức nghề nghiệp, họ đi rồi, so với ở lại, xác suất giữ được cái mạng nhỏ của ông cao hơn chút. Bây giờ, tôi hỏi một câu, ông trả lời một câu. Phan Nhạc Thanh đâu còn dám nói không? Khẩu súng trên người bị người ta lấy mất từ xa, tiện ai bóp thành quả cầu sắt, dọa sợ cao thủ mà mình bỏ món tiền lớn để mời về. Kẻ ngồi đối diện là kẻ mà mình hoàn toàn không chọc vào được, nếu ngay cả việc này cũng không nhìn ra, thì cũng không mở ra được câu lạc bộ như Bá Tước. Đông Phương này, ngược lại là quản lý Trương bên cạnh ông ta vẫn không hiểu là chuyện gì, chỉ vào Lý Dục Thân mắng nói, nhóc con, dám ăn nói như vậy với Tổng Giám Đốc Phan, chốc nữa cho cậu. Mới nói được một nửa, quản lý Trương đã bị Phan Nhạc Thanh tát một cái thật mạnh lên mặt, bóp một cái, đánh cho ông ta thộn người. Phan Nhạc Thanh hận không thể một cái đập chết quản lý Trương. Ông ra ngoài đi, đến tài vụ kết toán xong thì mau cút đi. Tổng Giám Đốc Phan, quản lý Trương thộn mặt, tôi đã làm sai việc gì? Phan Nhạc Thanh tức không để đâu cho hết, bất giác tay sờ lên hông, tiếc là khẩu súng không còn, chỉ có thể hét lớn một tiếng. Cút! Quản lý Trương sợ đến suýt ngồi phệt xuống đất, cũng không dám hỏi lại, chỉ đành chịu ồn ra ngoài. Phan Nhạc Thanh nổi nóng với quản lý Trương, cũng là mượn cơ hội này tranh thủ thời gian suy nghĩ cách ứng phó cho mình. Bây giờ ông ta đã bình tĩnh lại từ trong nỗi sợ vừa nãy. Xin hỏi phải xưng hô với cậu thế nào? Phan Nhạc Thanh khẽ khom người với Lý Dục Thần, giọng điệu vô cùng cung kính, hiển nhiên là có thiện chí. Là người chèo lái của cậu lạc bộ cao cấp nhất Thân Châu, ngoại trừ bối cảnh cực thâm sâu và quan hệ xã hội rất rộng, Phan Nhạc Thanh cũng có ưu thế độc đáo của ông ta, ví dụ như năng lực giao tiếp xã giao rất mạnh. Ông ta tin, chỉ cần có thể nói được mấy câu, thì có thể kết bạn với đối phương. Một cao thủ có thể lấy vật từ xa, làm sắt nóng chảy bằng tay không, tuyệt đối đáng để ông ta kết bạn, bất luận trả cái giá lớn thế nào. Lý Dục Thần lại không trả lời ông ta, thậm chí cũng không nhìn thêm ông ta một cái, nói câu hỏi đầu tiên, chuyện hôm nay là do ai bảo ông bày ra. Phan Nhạc Thanh hơi lúng túng, lại hoảng loạn, nhưng ông ta vẫn định cố gắng thử lần nữa, nở nụ cười tươi, nói, thực ra là có chút hiểu lầm, thưa cậu, chúng a không ngại kết bạn trước, kết bạn rồi, đương nhiên cậu sẽ biết hết. Sao ồn ào, Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn ông ta một cái, tôi vốn muốn tiết kiệm thời gian, xem ra ông vẫn không nhận rõ hiện thực. Liền giơ ra hai ngón tay, khẽ nhàng vạch một đường trong hư không. Cả căn phòng, từ trái sang phải, bị một đường đao. Khí vô hình chém xiên, những chỗ nó đi qua, bất luận sofa, tủ, gạch sàn đều bị chia thành hai nửa. Ngoại trừ Trần Văn Học, những người khác đều sợ đến chố me há hốc miệng, đặc biệt là Phan Nhạc Thanh. Phan Nhạc Thanh chậm rãi cúi đầu, nhìn đường khe nhìn mà kinh hãi nứt ra trên sàn nhà đi qua từ mũi chân của mình, lập tức hóa tượng đá, ngay cả vẻ mặt cũng cứng đờ. Lý Dục Thần hỏi, bây giờ biết nên làm thế chứ? Phan Nhạc Thanh gật đầu mạnh, cái cổ cứng ngắc khiến đầu của ông ta trở nên nặng nề, ngoài gật đầu, ông ta còn có thể làm gì đây? Bất kỳ một lời thừa thãi nào, đều có thể khiến cơ thể của ông ta bị chia làm đôi như sofa trước mặt. Ai bảo ông bày ra chuyện hôm nay? Là Trần Chí Hổi. Lý Dục Thần nghe thấy cái tên này, là biết có quan hệ với nhà họ Trần, liền nhìn sang Trần Văn Học. Trần Văn Học tỏ vẻ mặt kinh ngạc, giải thích là anh cả cùng cha khác mẹ với tôi. Chúng tôi quan hệ bình thường, nhưng cũng không có mâu thuẫn gì, tôi không nghĩ ra tại sao anh ta phải làm vậy. Lý Dục Thần nhìn sang Phan Nhạc Thanh, vấn đề này, đương nhiên phải hỏi Phan Nhạc Thanh rồi. Phan Nhạc Thanh nói, Trần Chí Hổ là người thừa kế gia tộc, nếu cậu Trần cưới Hoàng Giai Huệ, có sự trợ giúp của nhà họ Hoàng, sẽ là uy hiếp với anh ta. Cho nên anh ta bày ra chuyện này. Là muốn làm hỏng danh tiếng của cậu Trần, khiến cô Hoàng hiểu lầm. Như vậy, cho dù hai nhà kết thân,
tương lai nhà họ Hoàng cũng sẽ không hỗ trợ cậu Trần đoạt quyền. Chỉ đơn giản vậy sao? Chỉ đơn giản vậy thôi. Tại sao ông phải giúp Trần Chí Hổ? Phan Nhạc Thanh do dự một lúc. Trần Văn Học tiếp lời nói, mẹ của anh cả tôi, chính là bà chủ nhà họ Trần hiện nay cũng họ Phan, cũng coi là họ hàng thân thích với Tổng Giám Đốc Phan đây. Anh ta bỗng tự cười nhạo, mẹ tôi vẫn luôn dạy tôi, không được gây xung đột với mấy người anh cả, phải chung sống hòa thuận với họ. Những năm nay, tôi cứ nghĩ tôi làm tốt rồi, không ngờ, cuối cùng tôi vẫn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt bọn họ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này anh cả tôi lại giúp tôi. Như vậy, nhà họ Hoàng chắc chắn sẽ không đồng ý hôn sự này, chỉ là sợ rằng nhà họ Trần cũng sẽ không dễ dàng cho tôi quay về, đám lão già đó vốn không muốn tiếp nhận tôi. Tôi cũng không còn là cậu chủ nhà họ Trần, Dục Thần, chuyện ở thành phố Hòa, tôi không giúp được anh rồi. Lý Dục Thần cười nói, chuyện ở thành phố Hòa không cần anh lo lắng, còn có mười mấy ngày nữa là kết thúc rồi. Bất kể anh có phải là cậu chủ nhà họ Trần hay không, anh cũng là bạn của tôi. Trần Văn Học ngẩn người, sau đó soạt một cái vẻ u ám trên mặt biến mất, cười rạng rỡ, được, có câu nói này của anh, việc gì cũng đáng. Cậu chủ hào môn này, không làm thì thôi. Ha ha ha. Lý Dục Thần cũng cười ha ha theo. Cười xong, Lý Dục Thần nói, anh là cậu chủ nhà họ Trần, không ai thay đổi được sự thực này, anh có về nhà họ Trần hay không? Không phải được quyết định bởi họ có chấp nhận anh hay không, mà bởi anh có muốn về hay không. Trần Văn Học xua tay, Dục Thần, tôi biết bản lĩnh của anh, nhưng tôi không muốn gây xung đột với nhà người họ Trần. Tuy bố tôi vạn lần không đúng, nhưng vẫn rất tốt với tôi. Hơn nữa, tôi cũng không ham muốn gia đình này. Lý Dục Thần NNS về hay không cũng không sao, anh quyết định là được, nhưng Trần Chí Hổ này bày kế hại anh, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Anh là anh em tốt của tôi, món nợ này, tôi nhất định phải tính giúp anh. Trong mắt Trần Văn Học lóe lên hào quang, lại mang chút lo lắng, nói, hay là thôi, lần này tốt xấu gì anh ta cũng giúp tôi, nếu không tôi còn không biết từ chối hôn sự nhà họ Hoàng thế nào. Việc nào ra việc đấy, nếu anh muốn cảm ơn anh ta, đợi chúng ta tính sổ trước rồi cảm ơn, Lý Dục Thần kiên quyết nói. Trần Văn Học trầm mặc một lát, cũng không cố nữa. Lý Dục Thần quay đầu nhìn sang Phan Nhạc Thanh, nói, gọi điện cho Trần Chí Hổ, bảo anh ta đến. Còn nói thế nào thì tùy ông, nói dối cũng được, nói thật cũng được, tóm lại, Trần Chí Hổ đến đây là ông hoàn thành nhiệm vụ. Nếu Trần Chí Hổ không đến, thì ông xong đời. Phan Nhạc Thanh vội gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Trần Chí Hổ. Sau khi điện thoại kết nối, nói mấy câu, Phan Nhạc Thanh liền tắt máy, nói, hai vị, Trần Chí Hổ đang trên đường đến đây. Nhưng cậu Trần, bố cậu cũng đến. Cái gì, Trần Văn Học kinh ngạc, bố tôi đến làm gì? Không chỉ bố cậu, người nhà họ Hoàng cũng đến, Phan Nhạc Thanh bổ sung nói. Nghe nói bố Trần Định Bang đến, trong lòng Trần Văn Học hơi căng thẳng. Trần Định Bang là gia chủ của nhà họ Trần, trước nay nổi tiếng trị gia nghiêm khắc. Tuy bắt nguồn chuyện hôm nay là anh cả Trần Chí Hổ bày ra hại anh ta, nhưng cũng là Trần Văn Học tự chui vào giọ, mới rơi vào tình cảnh này. Còn khiến Hoàng Giai Huệ tức giận bỏ đi. Trần Định Bang rất coi trọng quan hệ hai nhà Trần Hoàng, nếu không phải vì mẹ của Trần Văn Học, thì mối hôn sự này nhìn thế nào cũng là chuyện tốt. Lý Dục Thần nhìn ra sự bất an trong lòng Trần Văn Học, nhưng anh không tiện nói gì, đây là chuyện nhà của nhà họ Trần, anh không tiện xen vào, cửa ải này, vẫn cần Trần Văn Học tự vượt qua. Nhưng hôm nay có anh ở đây, ít nhất không ai có thể ức hiếp Trần Văn Học, kể cả Trần Định Bang cũng không được. Trần Định Bang đã đến. Gia chủ của nhà họ Trần có dáng người cao lớn, bước đi oai phong hùng hổ, khuôn mặt vuông chữ điền, đôi lông mày rậm, cả người uy. Nghiêm khắc hoàn toàn với Trần Văn Học nho, nhã. Phía sau Trần Định Bang là một thanh niên hơn 20 tuổi, cũng có khuôn mặt vuông chữ điền, có vài phần giống Trần Định Bang. Lý Dục Thần suy đoán, người này có lẽ là Trần Chí Hổ, anh cả của Trần Văn Học. Trước mặt Trần Chí Hổ, còn có một người đứng ngang hàng với Trần Định Bang. Người này khoảng 50 tuổi, đôi mắt chim ưng sáng ngời có thần. Lý Dục Thần vừa nhìn là nhận ra, người này là cao thủ võ đạo, công phu đã đến hóa kình. Phía sau bọn họ còn có mấy vệ sĩ đi theo, cũng đều có võ công, nhưng không bằng người bên cạnh Trần Định Bang. Ban đầu Lý Dục Thần cho rằng người đó là vệ sĩ thân cận của Trần Định Bang, ngay cả bên cạnh Trần Văn Học có cao thủ như Cố Môn Châu,
Trần Định Bang là gia chủ nhà họ Trần càng phải có cao thủ võ đạo bảo vệ bên cạnh. Sau đó anh mới biết, người đó không phải là vệ sĩ, mà là Hoàng Duy Long, gia chủ nhà họ Hoàng. Thì ra Trần Định Bang và Hoàng Duy Long đang bàn chuyện trong nhà hàng Vạn Quốc, vừa nói được một nửa, thì nghe nói đến chuyện xảy ra ở Bá Tước Đông Phương, Trần Định Bang tức đến đập bàn, muốn đuổi Trần Văn Học ra khỏi cửa, ngược lại là Hoàng Duy Long đã khuyên ông A vài câu. Hai người liền cùng đến câu lạc bộ. Bố! Trần Văn Học nhìn thấy Trần Định Bang, ngoan ngoãn đứng lên chào hỏi. Trần Định Bang nhìn căn phòng bừa bộn một cái, khế cao mày, sau đó mới nhìn sang Trần Văn Học, còn về ba người bên cạnh Trần Văn Học, ông ta cũng chẳng nhìn đến một cái. Còn không mau chào hỏi bác Hoàng đi, Trần Định Bang nói. Trần Văn Học có vẻ không tình nguyện, vẫn quay người chào hỏi Hoàng Duy Long, chào gia chủ Hoàng. Trần Định Bang cau mày, tên nhóc này, đã ra ý nó gọi bác Hoàng rồi, lại còn gọi gia chủ Hoàng, cơ hội tốt như vậy cũng không nắm bắt, khiến Trần Định Bang tức muốn sặc chết. Cũng may Hoàng Duy Long không giận, mà nhìn chăm chăm đường nước đó ngẩn người, hình như nghi ngờ điều gì, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu, hình như cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi. Rốt cuộc là con có chuyện gì, Trần Định Bang nhìn Trần Văn Học hỏi, tại sao khiến Giai Huệ tức đến bỏ đi hả? Có thể gặp được cô gái tốt như vậy, là cái phúc tám đời con tu được đấy. Con còn không trân trọng. Trần Văn Học vốn định nói chuyện của anh trai, nhưng Trần Định Bang vừa đến là nhắc đến hôn sự với nhà họ Hoàng, khiến anh ta nổi nóng, lớn tiếng nói, nắm bắt trân trọng. Bố bảo con trân trọng cái gì? Trân trọng cơ hội làm con rể nhà họ Hoàng ư? Bố có từng nghĩ đến cảm nhận của mẹ không? Im miệng. Trần Định Bang nổi giận quát một tiếng, tát mạnh một cái lên mặt Trần Văn Học. Có ai ăn nói với bố như con không? Trần Văn Học ôm mặt, không nói nữa, nhưng ánh mắt kiên định, không có ý nhượng bộ. Trần Chí Hổ đứng sau Trần Định Bang cười trộm. Hoàng Duy Long khuyên nói, gia chủ Trần đừng nổi giận, thanh niên mà, khó tránh có hơi ngang ngạnh. Chúng ta cũng từng như vậy mài. Trần Định Bang than nói, gia môn bất hạnh, là tôi không biết dạy con, để gia chủ Hoàng cười rồi. Rồi lại trừng mắt nhìn Trần Văn Học một cái, nếu không phải bác Hoàng xin cho, hôm nay đã đánh gãy chân con rồi. Đi thôi, về rồi tính sổ với con. Trần Văn Học không động đậy. Trần Định Bang tức giận nói, người già đó làm gì? Còn chê chưa đủ mất mặt hả? Trần Văn Học hơi do dự. Lý Dục Thần bỗng nói, gia chủ Trần, đi vội thế làm gì, không ngại thì ngồi xuống nghe câu chuyện xảy ra ở đây đã. Mọi người ngẩn người. Vì không ai chú ý đến anh. Trần Định Bang nhìn sang Lý Dục Thần, cậu là ai? Trần Văn Học vội vàng giới thiệu, bố, đây là Lý Dục Thần, con từng nói với bố, con đầu tư ở thành phố Hòa, đều là vì anh ấy. Trần Định Bang hơi bất ngờ, nhìn Lý Dục Thần mấy cái, gật đầu, tôi nghe lão Cố nói đến cậu. Lão Cố rất coi trọng cậu, nhưng thế thì đã làm sao? Ở đây không đến lượt cậu nói. Trần Văn Học lúng túng. Không biết nên làm dịu bầu không khí thế nào. Lý Dục Thần không nổi giận, khẽ cười nói, gia chủ Trần, tôi nói chuyện với ông, hoàn toàn là nể mặt Văn Học, nếu không, ông có mang kiệu tám người khiêng mời tôi cũng không nói thêm với ông một câu. Trần Định Bang bị câu này chọc đến tức cười, ha ha, nhóc con, giỏi lắm. Tôi không so đo, với cậu, bây giờ cậu lập tức biến mất trước mặt ôi, sau này không được phép qua lại với con trai tôi, một khi tôi phát hiện ra. Trần Định Bang dừng lại, giọng điệu nặng xuống, trong phòng chìm vào trầm mặc. Trần Văn Học sợ giật mình, vội vàng muốn xoa dịu, nói, bố à, có chút hiểu lầm. Anh ta còn chưa nói xong, đã bị Trần Định Bang cắt ngang, con có thể cãi lại bố, có thể làm sai, nhưng lý do chỉ có thể là vì mẹ con, nếu là chuyện khác, thì con câm miệng cho bố. Trần Văn Học nuốt lời đang nói xuống, nhóc con, mau cút đi, còn không đi. Thì đừng trách chúng tôi không khách sáo, Trần Chí. Hổ Trần Định Bang cười lạnh lùng uy hiếp nói. Đi, hôm nay ở đây ai cũng có thể đi, chỉ có anh là không đi nổi, Lý Dục Thần nhìn ông ta nói. Cái gì, Trần Chí Hổ như nghe được chuyện cười buồn cười nhất, cười cực kỳ khoa trương, ha ha ha. Anh ta nói cái gì, nói tôi không đi nổi, ha ha ha, tôi không đi nổi, anh tưởng anh là ai. Rồi lại nói với vệ sĩ, mấy người các anh. Lên, dạy cho anh ta một bài học. Vệ sĩ lên trước, muốn dạy bảo Lý Dục Thần. Đương nhiên Trần Văn Học không cho phép, tuy anh ta biết đám vệ sĩ này không động được,
vào một cọng lông của Lý Dục Thần, nhưng anh ta vẫn không cho phép chuyện như vậy xảy ra, bèn chặn trước mặt Lý Dục Thần nói, dừng tay. Tôi xem các anh ai dám động vào bạn của tôi. Trần Chí Hổ cười lạnh lùng nói, Văn Học, bây giờ em càng ngày càng nghĩ cho người ngoài rồi, dám công khai đối đầu với anh trai. Em có tin anh cho họ đánh luôn cả em không? Trần Văn Học nói, có giỏi thì anh làm đi. Trần Chí Hổ nói, đừng tưởng anh không dám. Hôm nay trước mặt bố, coi như thay bố dạy bảo y mồ. Hai anh em giằng co, Trần Định Bang ở bên cạnh thái độ khác thường, lại không quát ngăn lại. Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng, kéo Trần Văn Học sang một bên, đối mặt trực diện với mấy bảo vệ, sau đó nói. Nhà họ Trần ở Thân Châu nổi tiếng khắp nơi, tôi còn nghĩ gia chủ nhà họ Trần là nhân vật anh hùng thế nào, xem ra cũng chỉ vậy mà thôi. Vốn dĩ còn muốn nói lý với ông, bây giờ xem ra cũng không cần nữa, vì ông vốn không phân chẳng đen. Đã như vậy, tôi cũng không cần nói lý với ông nữa. Trần Định Bang tức giận nói, cậu nói cái gì? Trần Chí Hổ quát lên, các người còn ngây ra đó làm gì, đánh chết anh ta cho tôi. Đám bảo vệ xông lên, Lý Dục Thần vung tay, mấy bảo vệ liền bay đi như cho giấy. Đám vệ sĩ xoay tròn trong không trung, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Họ không bị thương, Lý Dục Thần không thù không oán với đám vệ sĩ này, cho nên ra tay không nặng, không làm thương đến tính mạng của họ. Đám vệ sĩ đứng dưới đất, người nào cũng kinh hãi không thôi. Từ lúc bay lên đến lúc rơi xuống, tuy rất nhanh, nhưng cứ như trải qua một kiếp vậy. Cảm giác đáng sợ đó, chỉ có người đích thân trải qua mới biết. Họ ngẩn người đứng ở đó, dường như bị rút sạch sức lực, cũng không động đậy nổi. Trên thực tế, cũng không có một ai dám động đậy. Trần Định Bang khẽ há miệng, nhìn Lý Dục Thần với vài phần kinh ngạc. Ông ta sớm biết Lý Dục Thần rất giỏi công phu, nếu chỉ là Trần Văn Học nói, đương nhiên ông ta sẽ không coi là gì. Nhưng Cố Ngôn Châu cũng nói như vậy, thì không phải lời giả dối. Cố Ngôn Châu xuất thân từ Cố Thị Tân Môn là trung tâm của võ lâm Bắc Phái, Cố Thị sừng sững ở Lâm Môn mấy trăm năm, nhiều đời có cao thủ. Trần Định Bang vô cùng tôn trọng Cố Ngôn Châu, nhưng mặc dù vậy, ông ta cũng cảm thấy lão Cố đánh giá Lý Dục Thần hơi quá sự thực, chỉ coi như là vì ông ta đã lớn tuổi. Nhưng bây giờ thấy vậy, Trần Định Bang phát hiện, Cố Ngôn Châu và con trai Trần Văn Học của mình có lẽ là nói thật. Mấy vệ sĩ này, tuy không phải là cao thủ như Cố Ngôn Châu, nhưng cũng là tay cừ khôi được chọn kỹ càng. Một cái vung tay nhẹ nhàng của Lý Dục Thần đã đánh bay người ta rồi. Hoàng Duy Long đứng bên cạnh Trần Định Bang trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng chấn hãi không kém gì Trần Định Bang. Trần Định Bang không biết võ công, nhưng Hoàng Duy Long biết, không chỉ biết, mà còn được coi là cao thủ. Võ công của ông ta được gia truyền, tổ phụ của ông ta từng là người đứng đầu trên đại hội đấu võ vạn quốc ở Thân Châu trước đây, chú của ông ta Hoàng Tổ Hùng còn là tông sư. Ông ta nhìn rõ hơn Trần Định Bang, trong cái vung tay tùy ý của Lý Dục Thần, ẩn chứa sức mạnh cường mạnh thế nào. Hoàng Duy Long muốn đánh gục mấy vệ sĩ này không phải việc khó, cũng chỉ trong một hai chiêu, nhưng muốn giống như Lý Dục Thần, chỉ vung tay là làm được, ông ta tự nhận không làm được. Cũng chỉ có chú Hoàng Tổ Hùng của ông ta mới có thể làm được. Nhưng Hoàng Tổ Hùng là tông sư, chẳng lẽ tên nhóc trước mặt cũng là tông sư? Hoàng Duy Long không khỏi lắc đầu. Tông sư hơn 20 tuổi, thật đáng sợ. Vốn là không thể nào. Lý Dục Thần chậm rãi đi đến trước mặt Trần Chí Hổ, lạnh lùng nhìn anh ta. Trần Chí Hổ chỉ cảm thấy lông tóc trên người dựng đứng hết lên, lưng ướt đẫm mồ hôi. Anh muốn làm gì? Trần Chí Hổ không hiểu tại sao trong lòng mình sợ hãi như vậy, nỗi sợ này dường như đã có sẵn và ẩn giấu sâu trong linh hồn. Người trước mặt, chính là ác ma khơi lên nỗi sợ hãi này. Lý Dục Thần đột nhiên ra tay, điểm mấy cái lên người Trần Chí Hổ. Trần Chí Hổ kêu thảm một tiếng, đau đến ngồi quỳ xuống đất kêu la thảm thiết. Lý Dục Thần nói, đây chỉ là bắt đầu, tôi đã cắt đứt đường khí âm dương của anh, phong bế ba đường trong 12 kinh mạch của anh. Anh sẽ đau đớn, và cứ cách 24 tiếng cảm giác đau đớn sẽ tăng gấp đôi. Ba ngày sau, nếu không có người đả thông kinh mạch cho anh không những đau đến chết đi sống lại, gan, thận, ruột non của anh đều sẽ tổn thương không thể phục hồi, cuối cùng hỏng mà chết. Trần Chí Hổ sợ đến sắc mặt tái nhợt, không màng đau đớn trên người, hét lớn nói, bố nghe thấy rồi đấy, mau cứu con. Mau cứu con ồ. Trần Định Bang cau chặt mày,
ánh mắt u ám như đao, nhìn Lý Dục Thần, tại sao phải làm vậy? Thế thì phải hỏi con trai cưng của ông đã làm gì? Lý Dục Thần nói xong, quay người nói với Trần Văn Học, Văn Học, chúng ta đi thôi. Trần Văn Học hơi ngẩn người, do dự, dù sao bố anh ta cũng ở đây, cứ đi như vậy, sau này rạn nứt giữa hai bố con cũng khó mà lành lại như ban đầu. Nhưng vừa nghĩ đến những việc mà Trần Định Bang với mẹ mình, lại thêm chuyện lần này ép anh ta kết hôn với con gái nhà họ Hoàng, anh ta tràn đầy thất vọng với Trần Định Bang, với gia đình này. Trần Định Bang lạnh lùng nói, con dám đi, sau này đừng hòng vào cửa nhà họ Trần nữa. Trần Văn Học nghe thấy lời này, trong lòng bỗng nảy sinh sự quyết đoán và cuồng ngạo, nói, bố nghĩ con cần chắc. Nếu không phải vì mẹ con, cậu chủ nhà họ Trần này, con đã không muốn làm rồi. Dục Thần, đi thôi. Nói xong, liền kiêu ngạo ưỡn ngực, cùng Lý Dục Thần đi ra khỏi câu lạc bộ. Đương nhiên hai người bạn của anh ta Lô Cương và Trương Tiểu Vũ cũng đi cùng bọn họ. Để lại bố con Trần Định Bang và Hoàng Duy Long, cùng với một đám vệ sĩ, còn có Phan Nhạc Thanh ông chủ của câu lạc bộ. Gia chủ Hoàng, để ông chê cười rồi, Trần Định Bang ôm quyền, lúng túng nói. Hoàng Duy Long cười nói, gia chủ Trần, không cần khách sáo. Tôi thấy chuyện này rất kỳ lạ, e rằng còn có ẩn tình. Bố con không có thù qua đêm, vẫn nên mau chóng làm rõ đầu đuôi sự việc thì tốt hơn. Trần Định Bang gật đầu, nhìn Trần Chí Hổ nói, rốt cuộc con đã làm gì? Con có thể làm gì chứ, Trần Chí Hổ rên rỉ dưới đất, đau đến mặt chảy mồ hôi. Phan Nhạc Thanh đột nhiên nói, để tôi nói vậy. Trần Chí Hổ sợ giật mình, cả người không đau nữa, vội nói, chú Phan, chú đừng nói bừa. Phan Nhạc Thanh trầm mặc, dường như đang suy nghĩ. Trần Định Bang vừa nghe là biết chắc chắn Trần Chí Hổ có vấn đề, nói với Phan Nhạc Thanh tổng giám đốc. Phan, có gì thì chứ nói, ông biết con người tôi, trong mắt không chứa hạt bụi. Phan Nhạc Thanh gật đầu, nói lại toàn bộ Chí Hổ bày kế hại Trần Văn Học và chuyện xảy ra ở câu lạc bộ hôm nay. Chú Phan, rốt cuộc chú đứng bên nào hả, Trần Chí Hổ nóng ruột, lời này sao có thể nói bừa. Anh ta còn chưa nói hết, Trần Định Bang đi đến tát một cái. Bốp một tiếng giòn tan, đánh cho Trần Chí Hổ mơ, hồ. Bố đánh con làm gì? Đánh mày, Trần Định Bang tức không để đâu cho. Nếu là trước đây, ông nội mày, đã cho mày vào bao tải thả xuống sông Hoàng Phố rồi. Trần Chí Hổ sợ đến run rẩy, biện giải nói, là Trần Văn Học tự không biết tốt xấu, định hôn sự cho nó với cô Hoàng, nó còn không muốn. Còn cả bà mẹ đó của nó. Bốp, lại một cái tát, bố lại đánh con. Đánh chết mày cũng còn là nhẹ đấy, Trần Định Bang nổi giận. Trần Chí Hổ không dám nói nữa, cúi đầu rên hừ hừ, người lại bắt đầu đau đớn. Phan Nhạc Thanh nói, gia chủ Trần, chuyện này cũng không thể trách hết lên cậu cả, đúng là cậu hại vốn không muốn kết hôn với cô Hoàng, cậu cả cũng chỉ là thuận thế làm theo thôi. Hừ. Ông tưởng tôi không biết chút tâm tư của ông hả, Trần Định Bang cười lạnh lùng, nhà họ Trần chúng tôi có chuyện, nhà họ Phan các ông xem trò cười phải không? Phan Nhạc Thanh lúng túng cười nói, gia chủ Trần hả, Trần Định Bang cười lạnh lùng, nhà họ Trần chúng tôi có chuyện, nhà họ Phan các ông xem trò cười phải không? Phan Nhạc Thanh lúng túng cười nói, gia chủ Trần nói đùa rồi, nhà họ Phan và nhà họ Trần là thông gia, làm sao lại cười chứ? Ngược lại là tên họ Lý đó. Kẻ này ngạo mạn vô lễ, dựa vào có chút công phu, chẳng coi nhà họ Trần ra gì, cậu hai đi cùng cậu ta, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Hừ, còn cần ông dạy hả? Đương nhiên tôi sẽ không để Văn Học đi cùng loại người đó. Trong mắt Trần Định Bang lóe lên sát khí. Sau khi ra khỏi câu lạc bộ, Trần Văn Học vẫn thấp thỏm bất an. Lý Dục Thần nhìn ra, thị phận cậu chủ nhà họ Trần à? Sao thế, vẫn lưu luyến thân? Si, có gì mà lưu luyến chứ, Trần Văn Học khinh thường nói, tôi chỉ hơi buồn, người một nhà đang yên lành vui vẻ, sao không thể chung sống hòa bình. Lý Dục Thần nói, Trần Chí Hổ không coi anh là người một nhà. Trần Văn Học nói, tôi mới không quan tâm anh ta, tôi đang nói bố tôi và mẹ tôi. Trước đây tôi rất hận bố tôi, hận ông ấy bỏ rơi mẹ tôi, ngay cả cửa nhà họ Trần cũng không cho bà ấy vào. Ngược lại là mẹ tôi thường xuyên giải thích thay cho ông ấy. Nói ông ấy là chủ một gia đình, không theo ý mình được. Sau này tôi vào nhà họ Trần, làm cậu hai, cũng hiểu được nỗi khổ của bố tôi. Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho ông ấy. Nhiều năm nay,
Quan hệ giữa tôi và ông ấy luôn rất tế nhị. Chúng tôi nói chuyện rất ít, có lúc như người xa lạ. Ông ấy đối với tôi lúc thì nghiêm khắc, lúc lại nhẹ nhàng. Tôi nghĩ ông ấy cũng rất mâu thuẫn, vừa muốn quản giáo tôi, vừa cảm thấy có lỗi với mẹ tôi, cho nên muốn chiều chuộng tôi. Nhưng càng như vậy, ông ấy càng làm người bố không tốt, tôi cũng làm con trai không tốt. Trần Văn Học lảm nhảm lan man nói. Nói thật, tổng thể bố tôi cũng không tệ với tôi, ví dụ tôi và Chu Lợi Quân cược chó, việc này trong mắt người trong gia tộc thì là cậu ấm gây chuyện. Nhưng bố tôi lại khoan dung, không những khoan dung, còn thừa nhận kết quả cá cược, nếu lần đó không phải là anh, tôi đã thua Chu Lợi Quân rồi, có lẽ sẽ khiến nhà họ Trần chúng tôi trả cái giá thê thảm. Ngoài ra, ông ấy còn cử lão Cố làm vệ sĩ cho tôi. Lão Cố có địa vị rất cao trong nhà họ Trần, ngoài bố tôi, người khác vốn không sai khiến được. Ông ta, tôi biết bố tôi làm như vậy, thực ra đều là vì bù đắp thiếu sót với mẹ tôi. Nhưng phần thiếu sót đó không bù đắp nổi, trừ phi ông ấy đón mẹ tôi vào nhà họ Trần, nếu không, mãi mãi ông ấy cũng không bù đắp được. Lý Dục Thần hỏi, ý của mẹ anh thì sao? Muốn vào nhà họ Trần không? Nói không muốn là giả, Trần Văn Học nói, tuy bà ấy thường nói, cả đời này bà ấy không muốn gặp lại bố tôi nữa, nhưng tôi biết, trong lòng bà vẫn yêu ông ấy. Giả như bố tôi thực sự chịu đón bà ấy vào nhà họ Trần, chắc chắn bà ấy rất vui. Vậy thì bảo bố anh đón bà ấy về, Lý Dục Thần nói. Trần Văn Học ngẩn người, nói, đó là việc không thể nào. Thực ra bố tôi rất muốn làm vậy, nhưng người trong gia tộc không đồng ý. Gia chủ của nhà họ Trần, có con riêng cùng lắm chỉ là câu chuyện nói lúc rảnh rỗi, nhưng nếu đặt cả hai bà vợ lên bàn, thì đó là tin xấu rồi, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc. Quan trọng nhất là, mẹ của Trần Chí Hổ, cũng là vợ cả hiện tại của bố tôi, tên là Phan Phượng Anh, bà ta chẳng tốt bụng gì. Nếu bố tôi dám đón mẹ tôi về, bà ta chắc chắn sẽ làm ầm nhà họ. Trần đến mức gà bay chó chạy. Tôi thấy bố anh cũng là người mạnh mẽ, còn vợ sợ sao? Cũng không phải sợ vợ, mà là thế lực nhà mẹ của Phan Phượng Anh rất lớn. Hơn nữa, lúc trước bố tôi có thể làm vị trí gia chủ, nhà họ Phan cũng có công. Phan Phượng Anh luôn coi mẹ tôi là tình địch, coi tôi là cái đỉnh trong mắt, làm sao có thể đồng ý cho mẹ tôi vào. Của nhà họ Trần. Lý Dục Thần nói, yên tâm đi, lần này, Phan Phượng Anh sẽ cầu xin mẹ anh vào cửa nhà họ Trần. Làm sao có thể, Trần Văn Học không hiểu nói. Lý Dục Thần cười lớn ha ha, anh cứ đợi mà xem đi. Bây giờ, tôi và anh cùng đi thăm mẹ anh, mấy hôm nay, tôi sẽ ở nhà anh, chắc là được chứ. Đương nhiên không vấn đề. Trần Văn Học cũng không hỏi nhiều, liền đưa Lý Dục Thần đến nhà của mẹ anh ta. Mẹ Trần tên là La Bội Giao, sống trong tiểu khu kiểu cũ gần ngoại ô, vẫn chưa đến tuổi về hưu, có công việc. Của mình, mặc dù không có nhà họ Trần chăm sóc, cuộc sống cũng vẫn sung túc, ngoại trừ sống một mình rất cô. Đơn lạnh lão. Nghe nói Lý Dục Thần là bạn của Trần Văn Học, đặc biệt đến thăm bà ta, nên đi siêu thị mua vài món ăn, đích thân xuống bếp tiếp đãi họ. La Bội Giao có khuôn mặt thanh tú, có thể nhìn ra hồi còn trẻ chắc chắn là một đại mỹ nhân, hơn nữa lời nói nho nhã, cử chỉ dịu dàng, là phụ nữ vô cùng có giáo dưỡng và hiền thục, chẳng trách có thể khiến Trần Định Bang động lòng. Lý Dục Thần rất ngưỡng mộ Trần Văn Học, có thể thường xuyên ở bên mẹ. Anh nhớ đến mẹ của mình, rốt cuộc bà ấy là người như thế nào? Bà ấy chắc chắn khuynh nước khuynh thành. Nếu không cũng không thể làm đổ cậu ấm đệ nhất thủ đô, khiến nhà họ Lý mời đến 36 đầu bếp khách sạn lớn ở thủ đô, chỉ để làm bà ấy cười. Chắc chắn bà ấy có tuyệt kỹ, mà công suất thần nhập quỷ, có lẽ trên tay dính đầy máu tươi, nếu không làm sao có thể làm thánh nữ của ma giáo. Nhưng bà ấy chắc chắn vô cùng tốt bụng, yêu thương vạn vật thế gian, nếu không tại sao ngay cả một con chồn cũng muốn cứu, còn điểm hóa cho nó tu hành, cho nó ở trong Hoàng Đại Tiên miếu thích công tích đức. Hành thiện giúp dân. La Bội Giao hình như nhìn ra tâm sự của Lý Dục Thần, hỏi tiểu Lý à, nghĩ gì thế? Lý Dục Thần nói, nhìn thấy hai mẹ con gì tình sâu, cháu cùng nhớ mẹ cháu. Thanh niên nên ra ngoài sông pha, nhưng có thời gian rảnh cũng phải về thăm nhà. Mẹ cháu chắc chắn rất nhớ cậu, La Bội Giao cười nói. Sắc mặt Lý Dục Thần tối lại, mẹ cháu đã không còn rồi. La Bội Giao sững sờ. Đôi mắt lóe lên chút đau xót, liên tục gắp thức ăn vào trong bát Lý Dục Thần, nói, lại đây, ăn đi. Đây đều là món Văn Học thích ăn nhất,
không biết cháu có thích ăn không? Cháu với Văn Học là bạn tốt, anh em tốt, sau này thường xuyên đến đi. Cháu cứ coi dì là mẹ cháu, hai đứa đều là con ngoan của dì. Trong lòng Lý Dục Thần sinh ra một chút cảm động, khẽ đáp cháu cảm ơn dì. Trần Định Bang vốn chẳng coi Lý Dục Thần ra gì, cứ tưởng nhiều lắm là Trần Chí Hổ bị điểm huyệt, trở về tìm người giải là được. Nhưng không ngờ, về đến nhà, ông ta gọi mấy cao thủ võ đạo nuôi trong nhà tới, cả đám người đều bó tay chịu chết. Đau đớn trên người Trần Chí Hổ rõ ràng tăng lên. Mẹ của Trần Chí Hổ, cũng chính là phu nhân của Trần Định Bang Phan Phượng Anh đau lòng con trai, sau khi biết được chuyện đã xảy ra thì nổi giận đùng đùng với chồng. Tôi đã sớm bảo là thằng nhóc kia từ nhỏ không được giáo dục, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, ông cứ không chịu nghe. Hiện tại hay rồi, xảy ra chuyện chưa? Ngay cả anh ruột cũng muốn hại, loại người này giữ lại chẳng khác gì tại họa. Trần Chí Hổ đau dữ dội, kêu cha gọi mẹ. Hắn ta càng như vậy, Phan Phượng Anh càng thêm đau lòng, lại càng hận chết Trần Văn Học và La Bội Giao. Còn Lý Dục Thần, bà ta không biết, cũng chẳng có hứng thú biết đây là người nào. Bà ta chỉ quan tâm Trần Văn Học và La Bội Giao. Người trong nhà không giải được huyệt của Trần Chí Hổ, Trần Định Bang đành phải nhờ người đi mời Cố Ngôn Châu. Cố Ngôn Châu đến, đặt tay thăm mạch trên người Trần Chí Hổ, mày nhăn lại hỏi, đại thiếu gia đắc tội với ai vậy? Trần Định Bang thở hồng hộc, còn có ai nữa, chính là cái tên Lý Dục Thần ở thành phố Hòa mà ông nhắc đến. Cố Ngôn Châu kinh ngạc, lập tức vui vẻ hỏi lại, cậu Lý còn sống? Phan Phượng Anh cả giận, còn cậu Lý nữa, ông đúng là hướng khuỷu tay ra bên ngoài, người ta đã đánh Chí Hổ thành như vậy. Cố Ngôn Châu lắc đầu, nói với Trần Định Bang, lão gia, có đôi lời tôi không biết có nên nói hay không. Trần Định Bang rất khách sáo với Cố Ngôn Châu. Ông Cố, có lời gì xin ông hãy nói thẳng. Cố Ngôn Châu đáp, nhà họ Trần muốn bình an vô sự, tốt nhất đừng đắc tội cậu Lý. Bây giờ nhị thiếu gia qua lại thân thiết với cậu Lý là cơ hội của nhà họ Trần. Ông có ý gì hả? Phan Phượng Anh giận dữ, ý của ông là, con trai tôi bị đánh, chúng tôi còn phải chạy tới nịnh bợ người ta. Im ngay, Trần Định Bang quát bảo Phan Phượng Anh dừng lại, ông Cố, chuyện khác sau này hãy nói, trước tiên ông giúp Chí Hổ giải huyệt đạo đi đã. Cố Ngôn Châu thở dài, thủ đoạn kinh người này của cậu Lý, lão hủ đành bất lực. Cái gì, lần này Phan Phượng Anh thật sự nôn nóng, ngay cả ông Cố cũng đành bất lực. Bố, mẹ, mau cứu con với, Trần Chí Hổ khóc giống, đau chết mất. Họ Lý đáng chết này, lúc này Phan Phượng Anh mới nhìn thẳng vào Lý Dục Thần, Trần Định Bang, rốt cuộc ông có biện pháp nào không, nếu nhà họ Trần các người không được, tôi sẽ để nhà họ Phan ra mặt. Trần Định Bang nhíu mày, cầm điện thoại di động lên, bấm số của Hoàng Duy Long. Hoàng gia chủ. Tôi muốn mời Hoàng Lão Tông Sư rời núi, điều kiện gì cũng có thể đàm phán. Trần Định Bang cúp điện thoại, khuôn mặt âm trầm. Phan Phượng Anh lo lắng hỏi, thế nào, nhà họ Hoàng đồng ý không? Trần Định Bang cười lạnh, cơ hội tốt như vậy, nhà họ Hoàng có thể không đồng ý. Bọn họ sớm đã để mắt tới việc kinh doanh ở bến tàu thành phố khác của chúng. Ta, nói như vậy, Hoàng Lão Tông Sư đồng ý rời núi rồi, Phan Phượng Anh vui vẻ nói. Lão hồ ly Hoàng Duy Long này bảo là đi hỏi một chút, kỳ thật đang muốn mặc kệ chúng ta hai ngày, dễ dàng gia tăng lợi thế đàm phán, Trần Định Bang đáp. Cố Ngôn Châu bên cạnh lên tiếng, lão gia, mời thần dễ tiến thần khó, một khi Hoàng Tổ Hùng ra tay, e rằng việc này sẽ không dễ kết thúc. Sao tôi lại không biết được, lòng tham của nhà họ Hoàng rất lớn, Trần Định Bang đáp, nhưng tôi không. Thể trơ mắt nhìn nhà họ Trần bị thằng nhóc họ Lý kia nắm trong tay. Bị nhà họ Hoàng cắn một miếng vẫn tốt hơn họ Lý kia được lợi. Cố Ngôn Châu trầm ngâm nói, tại thành phố Hòa, ôi từng qua lại với cậu Lý mấy lần. Trên thân người này không những có kỹ thuật, mà làm người còn rất có tình nghĩa, tuyệt không phải người tham phú quý. Anh ta và nhị thiếu gia qua lại thân thiết, là tình bạn hồn nhiên giữa những người trẻ tuổi, hoàn toàn không có lòng nịnh hót, càng sẽ không mơ ước tiền tài của nhà họ Trần. Trần Định Bang vô cùng tín nhiệm Cố Ngôn Châu. Nghe lời này của Cố Ngôn Châu, ông ta hơi do dự, cảm thấy có phải mình chuyện bé xé ra to không? Phan Phượng Anh tức giận đáp lại, ông Cố, tôi và lão Trần tôn trọng ông, nuôi ông ở nhà họ Trần, sao ông có thể ăn cây táo rào cây sung chứ? Lòng người khó dò, sao ông biết họ Lý kia không nịnh bợ? Sao Văn Học kia lại điên khùng đi thành phố Hòa đầu tư nhiều dự án thất bại như vậy? Nếu không phải nhà họ Trần có của ăn của để,
lão Trần chiều anh ta, nhà bình thường bị anh ta lăn qua lộn lại như thế sớm đã bị thua sạch. Trần Định Bang nhíu mày, lời nói của Phan Phượng Anh hơi có chút quá mức, nhất là dùng mấy cụm nuôi ở nhà họ Trần, ăn cây táo rào cây sung, nói ra cực kỳ tổn thương người khác. Quả nhiên, sắc mặt Cố Ngôn Châu biến đổi, nói, phu nhân nói rất đúng, tôi lớn tuổi, mắt mở rồi, quả là nên về nhà dưỡng lão, hưởng phúc. Trần Định Bang khiếp sợ, ông Cố, ông hà tất phải như vậy. Cố Ngôn Châu khoát tay ngăn cản, lão gia, mấy năm nay được ông chứa chấp, Cố mỗ vô cùng cảm kích. Không có bữa tiệc nào là không tàn, thật ra tôi phải đi từ sớm hơn. Tôi đã rời khỏi Tân Môn mấy chục năm, cũng nên về nhìn xem. Trần Định Bang yên lặng, rốt cục thở dài đáp, lá rụng về cội, cũng tốt, cũng tốt. Cố Ngôn Châu đi. Tông sư Hoàng Tổ Hùng của nhà họ Hoàng vẫn chưa tới. Trên người Trần Chí Hổ càng ngày càng đau. Phan Phượng Anh vô cùng sốt ruột, bà ta cảm thấy cầu người không bằng cầu mình, cởi chuông phải cần người buộc chuông, nên quyết định tự mình đi tìm Lý Dục Thần. Không phải là tiền thôi sao? Không có gì là 100 triệu không giải quyết được, nếu có vậy lại thêm 100 triệu. Khu nhà La Bội Giao đang ở là một khu phố cũ, tại khu vực giáp danh giữa thành thị và nông thôn. Từ lâu Phan Phượng Anh đã biết La Bội Giao ở chỗ này. Mỗi lần ngồi xe sang đi ngang qua cổng khu nhà, bà ta liền sẽ nghĩ đến người phụ nữ khiến bà ta như hóc xương cá kia. Nhưng không lần nào bà ta bước xuống xe, lại càng không đi vào trong khu nhà này đi xem xét. Bước vào khu nhà ở cấp thấp như vậy, đối với người có thân phận như bà ta chính là một loại sỉ nhục. Hôm nay là lần đầu tiên bà ta chân chính bước vào cổng lớn khu nhà này. Khu nhà đi vào không cần đăng ký, ở cổng có một ông bảo vệ lười biếng ngồi đó. Nơi cửa ra vào, có mấy con chó bẩn bẩn đang chơi đùa trên bãi cỏ, trong đó có một con còn ngồi xổm trên mặt đất phân, nhìn ngang nhìn dọc, dáng vẻ vô cùng hèn mọn. Hai người phụ nữ đang díu ra díu dít nói chuyện phiếm ngay bên cạnh, cách đó không xa, trên một vùng đất trống nhỏ hẹp, một đám bác gái múa quảng trường đang làm nóng người. Một ông lão khiêng cháu trai trên vai chậm rì rì đi qua, miệng cháu trai thổi ra một chuỗi bọt xà phòng bay loạn trong gió. Một con mèo ngồi xổm trên nóc một chiếc xe cũ tích đầy bụi bặm không dừng tại chỗ đỗ xe, nó cảnh giác nhìn xung quanh, lại coi như không thấy chú chuột bò qua cạnh bánh xe. Phan Phượng Anh không tự chủ được nhăn lại mũi, bà ta khó có thể tưởng tượng người ta sống trong khu nhà này như thế nào. Trong cái nhìn của bà ta, sốn một giây tại nơi dơ giấy bẩn thỉu này cũng là chịu. Dựa theo bảng số phòng, bà ta tìm được nơi cần đến. Không có thang máy, hành lang vô cùng âm u, tản ra mùi nấm mốc. Cửa thang lầu hết sức chật hẹp, mỗi một tầng đều có 3 gia đình. Phan Phượng Anh dùng khăn tay bịt mũi, ra hiệu bảo tiêu đi gõ cửa. Các người tìm ai? Một người phụ nữ trung niên ấm áp hòa nhã đứng trong cửa, nhìn người xa lạ ngoài cửa hỏi. Bà chính là La Bội Giao à? Phan Phượng Anh vẫn dùng khăn tay che miệng mũi, chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng lại quen nhau mấy chục năm. Vài chục năm nay, tên của bà như gai đâm vào trong lòng tôi, nhổ cũng không nhổ được. Tôi nghĩ bà cũng giống vậy, đúng không? La Bội Giao lập tức biết người phụ nữ trước mặt là ai. Bà ta rất giật mình, không rõ người phụ nữ này tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Bà là Phan Phượng Anh. Bà cũng có thể gọi tôi là Trần Phu Nhân. Phan Phượng Anh cười, dùng tư thái của người thắng nhìn xuống La Bội Giao, sao hả, không mời tôi đi vào ngồi một chút. La Bội Giao do dự, rốt cục vẫn mở cửa. Lúc bọn họ đi vào, Trần Văn Học đang ngồi trên ghế sofa uống trà nói chuyện phiếm với Lý Dục Thần. Nãy ăn cơm tối, hai người uống một chút rượu, giờ đang ngà ngà say. Vừa thấy Phan Phượng Anh, Trần Văn Học lập tức liền tỉnh rượu. Anh ta lén lút giơ ngón tay cái lên với Lý Dục Thần. Bởi vì Lý Dục Thần từng nói, nhà họ Trần nhất định sẽ phái người tới, hơn nữa rất có thể Phan Phượng Anh sẽ đến đầu tiên. La Bội Giao không thích Phan Phượng Anh, nhưng theo lễ phép, La Bội Giao vẫn mời Phan Phượng Anh ngồi xuống, pha trà cho bà ta. Nhưng Phan Phượng Anh không hề ngồi, căn nhà này thực sự quá đơn sơ, bà ta sợ ngồi xuống xong sẽ bay mất khí chất giàu sang của mình. Tôi còn tưởng rằng Định Bang sẽ thương yêu tình nhân cũ của ông ta cỡ nào. Sao bà có thể ở lại một nơi như thế này chứ? Phan Phượng Anh đánh giá gian phòng, trong miệng chậc chậc, thật sự là quá đáng thương, ngay cả tôi cũng không nhìn nổi, dù có không cho bà bước vào cửa nhà họ Trần thì ít nhất cũng nên sắp xếp cho bà một căn biệt thự để ở chứ. La Bội Giao nỗ lực duy trì kiềm chế,
nói thẳng, rốt cuộc bà có việc gì? Nếu không có việc gì thì bà có thể đi rồi. Ấy ấy ấy, mới thế mà đã muốn đuổi tôi đi rồi. Thật sự chẳng có chút lễ phép nào cả, Phan Phượng Anh khinh thường, bà cho rằng tôi thích chui vào trong cái nhà chứa rách nát này của bà lắm à? Tôi còn ngại bẩn chân của tôi. Rốt cục Trần Văn Học nghe không nổi nữa, cơn tức dâng trào, đứng bật dậy, phẫn nộ nói cút. Nơi này không chào đón bài. Phan Phượng Anh vừa nhìn thấy Trần Văn Học liền nhớ tới Trần Chí Hổ đang ở nhà chịu đau nhức, tức giận cười lạnh, nói thằng nhóc kia, cậu đừng có mà đắc ý, rồi sẽ đến lúc cậu phải khóc. Nói xong, bà ta bắt đầu quan sát Lý Dục Thần bên cạnh. Cậu chính là họ Lý kia, tôi không biết cậu dùng cách gì khiến con trai tôi bị thương, hiện tại tôi tới đây cho cậu một cơ hội, nói đi, muốn bao nhiêu tiền. Lý Dục Thần cười như không cười nhìn bà ta, phu nhân, ngạo mạn sẽ phải trả cái giá rất lớn. Phan Phượng Anh khẽ sửng sốt, sau đó bật cười, cái giá rất lớn. Muốn cái giá lớn cỡ nào? Chẳng phải cậu muốn tiền sao? 100 triệu, sao hả? Người trẻ tuổi, cả đời người không phải thường xuyên có cơ hội kiếm được 100 triệu như vậy đâu. Phan Phượng Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lý Dục Thần, nhưng không nhìn thấy được sự kinh ngạc mà bà ta mong đợi. Rất ít thanh niên có thể giữ được vẻ mặt không đổi sắc khi nghe đến ba chữ 100 triệu. Hoặc là anh thật sự quá giàu, giàu đến mức 100 triệu chẳng là gì với anh, hoặc là anh quá nghèo, nghèo đến mức không tin rằng 100 triệu sẽ rơi xuống đầu mình. Phan Phượng Anh không tin Lý Dục Thần là người phía trước, cho nên bà ta chẳng những không thu lại sự ngạo mạn của mình, ngược lại, bà ta thậm chí càng cười khoa trương hơn. Thật xin lỗi, chúng tôi không thèm tiền của bà hãy đi đi. La Bội Giao biết rằng rất khó để những người trẻ tuổi đựng được một cám dỗ như vậy, bà ta còn cảm thấy việc Lý Dục Thần không chịu khuất phục ngay tại chỗ đã là rất giỏi. Bà ta nghĩ Phan Phượng Anh đến đây là vì mình, hai người trẻ tuổi này chỉ là bị vạ lây, nên bà ta hy vọng có thể kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Phan Phượng Anh, nếu bà muốn sỉ nhục tôi, vậy thì hôm nay bà đã đến nhầm chỗ rồi. Tuy tôi nghèo về vật chất, nhưng về mặt tinh thần, tôi lại phong phú hơn bà nhiều. Ha ha, một gia đình không có người đàn ông, thật đúng là giàu có về tinh thần mà, Phan Phượng Anh giễu cợt nói. La Bội Giao có chút khó chịu trong lòng, đây chính là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời bà ta. Lời nói của Phan Phượng Anh đã đánh trúng điểm yếu, khiến bà ta đau lòng không thôi. Tuy nhiên, bà ta vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh vì không muốn bọn trẻ nhìn thấy nỗi đau của mình. Mời bà rời khỏi đây, La Bội Giao cố gắng hết sức để kiềm chế lửa giận trong lòng. Duy trì dáng vẻ và giọng điệu ưu nhã. Rời khỏi đây, nếu như tôi không đi thì sao? Phan Phượng Anh cười mỉa, La Bội Giao, bà cho rằng tôi tới đây để tìm bà sao? Ha ha, bà cũng quá coi trọng chính mình rồi đấy. Hơn 20 năm, từ trước đến giờ, tôi chưa từng đến tìm bà biết vì lý do gì không? Là vì bà không xứng, bà chỉ là một trong những người phụ nữ mà Định Bang từng chơi qua mà thôi, bà hiểu không? Bà không khác gì với những người phụ nữ trong câu lạc bộ ở trung tâm tẩy dục, ngoại trừ việc sinh được một đứa con trai cho ông ta. Nhắc đến tên bà thêm một lần thôi cũng khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Cơ thể của La Bội Giao lung lay hai cái. Những lời này của Phan Phượng Anh thật sự rất cay nghiệt, đó là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, bà ta không có cách nào để đuổi đi một kẻ không nói lý lẽ, đặc biệt là khi người phụ nữ này còn có vệ sĩ đi cùng. Trần Văn Học cuối cùng cũng không thể kìm nén được sự tức giận trong lòng, bà dám xúc phạm mẹ tôi. Anh ta lao tới muốn đánh Phan Phượng Anh. Trước đây, anh ta chưa bao giờ dám làm điều này. Không phải là vì anh ta không có dũng khí, mà là do những gì được dạy bảo từ nhỏ khiến trong đầu anh ta luôn tràn ngập tôn tỷ trật tự. Đây không chỉ là do gia giáo của nhà họ Trần, mà cũng là do sự quản lý và dạy bảo nghiêm khắc của La Bội Giao đối với anh ta từ lúc nhỏ. Anh ta từng trải qua thời kỳ nổi loạn, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng chưa bao giờ ra tay với mẹ kế của mình. Nhưng hôm nay, khi nghe những lời cay nghiệt của Phan Phượng Anh, đặc biệt là khi bà ta so sánh mẹ của anh ta với những người phụ nữ trong trung tâm tẩy dục, cơn tức giận như núi lửa phun trào. Nhìn Trần Văn Học đang tức giận, Phan Phượng Anh cũng không hề bối rối hay sợ hãi, vì bà ta đã mang theo hai tên vệ sĩ. Hai tên vệ sĩ này tuy không mạnh bằng Cố Ngôn Châu, nhưng cũng là những người đứng đầu được nhà họ Trần thuê với mức lương cao. Nhưng không hiểu vì sao, vào thời khắc này, hai tên vệ sĩ dường như đã choáng váng, không hề nhúc nhích, trơ mắt nhìn Trần Văn Học lao tới trước mặt người thuê bọn họ, tát mạnh hai cái.
Chát, chát. Hai cái tát này cực kỳ vang dội, quanh quẩn trong phòng khách nhỏ. Phan Phượng Anh ngơ ngác đứng đó, không thể tin được đây là sự thật. Đừng nói đến Phan Phượng Anh, khi hai cái tát vang lên, cơ thể của La Bội Dao cũng run lên hai cái, bà ta thậm chí còn sốc hơn cả Phan Phượng Anh. Trong mắt của bà ta, Trần Văn Học là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, tuy thường xuyên có thái độ bất cần đời, chán trường, nhưng tất cả đều là do môi trường gia đình đặc biệt gây ra. Bản chất của đứa trẻ này vẫn luôn là một người nho nhã. Bà ta không thể tin được rằng đứa trẻ này lại có thể đánh người, thậm chí còn đánh mẹ kế của mình. La Bội Dao rất lo lắng, nếu cứ như vậy, sau này đứa nhỏ sao có thể ở lại nhà họ Trần. Bà ta biết rất rõ Trần Định Bang, một người đàn ông truyền thống có thể từ bỏ mọi thứ vì gia tộc sẽ không bao giờ cho phép những chuyện ngỗ ngược như vậy xảy ra trong gia đình mình. Tuy nhiên không hiểu sao trong lòng bà ta lại có chút vui vẻ. Bà ta biết, đứa trẻ này đã làm chuyện mà bà ta luôn muốn làm hơn 2 năm qua, nhưng chưa từng thực hiện được. Phan Phượng Anh chạm vào khuôn mặt sưng tấy của mình, một vệt máu từ khóe miệng tràn ra nhuộm đỏ ngón tay của bà ta, trường hợp đẫm máu này khiến bà ta cảm thấy có chút sợ hãi. Cậu dám đánh tôi, bà ta không thể tin nhìn về phía Trần Văn Học. Trần Văn Học tỉnh táo lại từ trong cơn giận, có chút nghĩ mà sợ, nhưng loại cảm giác này cũng chỉ chợt lóe qua, sau đó nhanh chóng bị che đậy bởi một cảm giác sảng khoái mãnh liệt hơn. Đánh bà thì có gì sai? Ở nhà họ Trần, bà làm chuyện mặt người dạ thú chưa đủ hay sao mà còn chạy đến nơi này giễu võ dương oai? Hơn nữa bà dám xúc phạm mẹ tôi có thể đánh cho bà răng rơi đầy đất. Phan Phượng Anh đầy mắt đều là kinh ngạc, sau khi choáng váng 3 giây, bà ta quay lại, hét vào mặt đám vệ sĩ mang theo các người đều chết hết rồi à? Không thấy cậu ta đánh tôi sao? Hai tên vệ sĩ dường như vừa tỉnh lại từ cơn mơ, lúc này mới có động tác, lao thẳng về phía Trần Văn Học như những con báo. Văn Học, La Bội Dao sợ hãi hét lên. Trên mặt của Phan Phượng Anh lộ ra vẻ tàn nhãn, đánh. Đánh cậu ta thật mạnh có tôi. Đánh chết nghiệt chủng này. Trần Văn Học cũng có chút sợ hãi. Anh ta biết rất rõ về các vệ sĩ của nhà họ Trần, đặc biệt là hai người này, những người đi theo Phan Phượng Anh quanh năm. Phan Phượng Anh nói gì là bọn họ nghe nấy, hơn nữa lòng dạ của bọn họ cũng rất ác độc. Nhưng anh ta lại không trốn tránh mà kiên cường đứng đó. Mẹ của anh ta đang ở ngay phía đối có bị đánh, anh ta cũng phải hành động như một người đàn ông mạnh mẽ. Tuy nhiên, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Hai tên vệ sĩ nhảy lên không trung, chợt như đụng phải một bức tường vô hình nào đó, đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó bay ngược về phía sau, bay thẳng ra ngoài cửa. Trong hành lang truyền đến hai tiếng ầm ầm, sau đó là âm thanh ai đó lăn xuống cầu thang. Mọi người trong phòng, ngoại trừ Lý Dục Thần, cũng giật mình, đặc biệt là Phan Phượng Anh. Trực giác mách bảo bà ta rằng việc này có liên quan đến chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế sofa. Nhưng bà ta không biết cậu ta đã làm như thế nào. Bà ta nhớ đến lời khuyên của Cố Ngôn Châu, ông ta nói Lý Dục Thần không phải là người bình thường, nhà họ Trần sẽ phải chịu thua thiệt nếu đối đầu với cậu ta. Phan Phượng Anh ban đầu không tin, nhưng cảnh tượng trước mắt buộc bà ta phải nghiêm túc xem xét lại lời nói của Cố Ngôn Châu. Đương nhiên, bà ta vẫn không cho rằng Lý Dục Thần có thể gây lên sóng gió gì, nhà họ Hoàng đã đồng ý ra tay, giờ chỉ là vấn đề thương lượng mà thôi. Có tông sư như Hoàng Tổ Hùng ra mặt, còn có chuyện gì không thể giải quyết được. Đến lúc đó để cậu ta đẹp mặt. Cậu, các người chờ đó cho tôi. Dựa theo nguyên tắc anh hùng không chịu thiệt trước mắt, Phan Phượng Anh như bôi mỡ dưới chân, chuẩn bị chạy trốn. Vừa bước tới cửa, bà ta đã nghe thấy giọng nói lười biếng của Lý Dục Thần truyền đến từ sau lưng, làm loạn cũng làm loạn xong rồi, vậy mà bà lại rời đi như vậy sao? Không có gió nhưng cánh cửa lại tự động đóng lại. Chặn đi tiếng rên rỉ của hai tên vệ sĩ. Trong lòng Phan Phượng Anh run rẩy, bà ta quay lại cậu muốn như thế nào? Lý Dục Thần cười nói, xem ra bà không quan tâm đến con trai mình nhiều như vậy, so với cái đó, mạng sống của chính bà có vẻ vẫn quan trọng hơn thì phải. Mặt Phan Phượng Anh đỏ lên, tức giận nói, cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Không có việc gì, tôi chỉ nhắc nhở bà, hiện tại con trai của bà đau đớn liên hồi. Ngày mai còn có thể sẽ đau hơn, ngày kia, Lý Dục Thần ngẩng đầu, dường như đang tính toán thời gian, không biết hắn ta còn có thể kiên trì đến ngày kia hay không, nếu không đủ ý chí, có lẽ đêm mai sẽ đau đến chết. Cậu đừng làm tôi sợ. Tôi đã nói rồi,
ngạo mạn sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Cậu muốn làm gì tôi? Phan Phượng Anh lúc này thật sự có chút sợ hãi. Lý Dục Thần dựa vào sofa, lười biếng ngáp một cái, nói tôi không có hứng thú với bà, cũng giống như tôi không có hứng thú với những người phụ nữ trong câu lạc bộ ở trung tâm tẩy dục. Hơn nữa bà còn không bằng các cô ấy đâu, bà già hơn họ rất nhiều. Phan Phượng Anh giận đến mức sôi cả máu, nhưng một câu cũng không thể nói thành lời. Trần Văn Học ở một bên nghe được những lời này càng buồn cười, càng là hả giận hơn, cảm kích liếc nhìn Lý Dục Thần một cái, giơ ngón tay cái về phía anh. Lý Dục Thần cười một tiếng, sau đó nói với Phan Phượng Anh, nếu bà không muốn cứu mạng con trai mình, thà rằng nhìn hẳn ta chết trong đau đớn, bà có thể rời đi ngay bây giờ. Mặt Phan Phượng Anh đỏ bừng, da mặt hơi run lên hai cái, hỏi. Cậu muốn gì? Lý Dục Thần nói, không phải bà vừa muốn đưa tiền sao? Nghe có vẻ rất có tiền nha, chẳng qua 100 triệu cũng quá ít, như vậy đi, thêm hai số không thành 10 tỷ. Nghe vậy có vẻ mạng sống của con trai bà sẽ đáng giá hơn nhiều. Cậu điên ai? Phan Phượng Anh sợ hãi hét lên. Từ trước đến nay, bà ta chưa bao giờ nghe nói đến người có công phu sư tử ngoạm như vậy. Cho dù là khi Trương Tử Cường, ông trùm Hồng Kông bắt cóc con trai của người giàu nhất Hồng Kông, ông ta cũng chỉ yêu cầu tiền chuộc là 1 tỷ, làm gì có ai mở miệng đã đòi 10 tỷ. Lý Dục Thần mỉm cười, nói, vừa rồi không phải bà rất ngạo mạn sao? Sự ngạo mạn của bà hẳn là do tiền ai mang lại phải không? Bà có rất nhiều tiền mà, nếu không có tiền, bà còn có thể đến trước mặt gì la để ngạo mạn như vậy sao? 10 tỷ mà thôi, cũng chỉ nhiều hơn hai số không so với con số 100 triệu mà bà đưa ra trước đó, sao đã sợ hãi như vậy rồi? Xem ra trong hâm tâm, mặc kệ là con trai, thậm chí ngay cả chính bản thân bà, đều là không đáng giá số tiền này. Phan Phượng Anh nhìn Lý Dục Thần như nhìn một kẻ điên. Đúng vậy, trong lòng bà ta không có ai đáng giá 10 tỷ cả. Sao trên đời này lại có mạng người nào đáng giá 10 tỷ cơ chứ? Lý Dục Thần nói, nếu bà không bỏ ra nổi chừng ấy tiền cũng không sao, tôi thay một điều kiện khác. Chỉ cần bà làm được hai chuyện này thì sẽ giữ được mạng cho con trai bà. 1. Dùng kiệu 8 người khiêng, đàng hoàng rước dì la vào nhà họ Trần. 2. Ở từ đường của nhà họ Trần. Tuyên bố trước mặt mọi người rằng Trần Văn Học là người nối nghiệp gia chủ của nhà họ Trần. Cậu nằm mơi. Phan Phượng Anh bật thốt ra miệng. Bà ta hiểu rất rõ, hai điều kiện này của Lý Dục Thần có nghĩa là gì. Xước la bội dao vào nhà họ Trần bằng kiệu 8 người khiêng thì Phan Phượng Anh bà ta là gì? Sau này ai làm bà chủ của nhà họ Trần? Điều thứ hai lại càng không thể. Nếu chỉ định Trần Văn Học làm người nối nghiệp thì công bà ta vất vả bao nhiêu năm qua sẽ đổ sông đổ bể hết. Chuyện này có gì khác chuyện rước la bội dao bằng kiệu 8 người khiêng đâu. Lý Dục Thần giơ tay lên, cửa phòng vốn đã đóng chặt lại mở ra. Bà trở về suy nghĩ thật kỹ đi, nếu không chấp nhận hai điều kiện này thì chỉ 10 tỷ ra mua mạng. Còn giờ thì bà có thể đi được rồi. Đồ điên, tên thần kinh. Phan Phượng Anh hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, trông thấy hai tên vệ sĩ ngồi ngoài góc hành lang, nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sập lại sau lưng mình. Bà ta thở phào nhẹ nhõm như thể chút được gánh nặng. Bà ta rất hối hận vì đã tới đây. Vốn cứ tưởng có thể dễ dàng bắt chẹt cả gia đình này, không ngờ bọn họ lại khó chơi như vậy. Đúng là bọn điên. Lại còn đòi 10 tỷ nữa chứ, Phan Phượng Anh quyết định sẽ không đưa cho bọn họ một xu nào hết. Không chỉ vậy, bà ta còn muốn cả nhà này sống không? Bằng chết, ngay cả căn nhà nho nhỏ này cũng phải lấy hết, cho bọn họ lưu lạc đầu đường xó chợ như chó nhà có tang. Có vậy bà ta mới hả giạt. Còn về phần sức khỏe của con trai bà ta Trần Chí Hổ, bà ta tin chắc kiểu gì cũng sẽ có người chữa được. Chẳng phải chỉ là điểm huyệt thôi sao, chỉ cần lão tông sư nhà họ Hoàng Hoàng Tổ Hùng chịu ra tay thì chắc. Chắn có thể giải được, nếu không được thì cùng lắm về nhà ngoại nhờ anh cả của bà ta. Anh cả của bà ta rất thân thiết với đạo sĩ của Mao Sơn, nghe nói đạo sĩ Mao Sơn có bản lĩnh hàng long phục hổ, có thể trảm yêu trừ ma. Giải chút thủ đoạn nho nhỏ này của tên họ Lý kia chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Sau khi Phan Phượng Anh đi rồi, trong phòng rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. Không biết từ lúc nào, Trần Văn Học đã giàn giụa nước mắt. Anh ta nhìn mẹ mình, nức nở nói, mẹ, con có lỗi với mẹ, để mẹ phải chịu tủi thân. La Bội Dao chậm rãi bước tới bên Trần Văn Học, nhẹ nhàng ôm lấy đầu của con trai, áp mặt lên trán anh ta, khế nói, con ngoan. Là mẹ hại con phải chịu tủi thân mới đúng,
con phải chịu đựng quá nhiều chuyện mà đáng ra con không cần phải chịu. Mẹ hứa với con, sau này không ép con nữa, con không thích làm cậu chủ của nhà họ Trần thì sau này chúng ta không làm nữa. Con cứ việc làm một chú chim nhỏ tự do, muốn bay đi đâu thì đi. Không, mẹ, Trần Văn Học ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp in ha vết thời gian của mẹ mình, con đã suy nghĩ thấu đáo rồi, trước đây con sống quá tùy hứng, thường hay làm mẹ giận, sau này con sẽ không thế nữa. Con vốn chính là cậu chủ của nhà họ Trần, tại sao con lại phải đi? Con sẽ cố gắng, từ nay về sau, nhất định không để người ta khinh thường con nữa, càng sẽ không để người ta bất kính với mẹ nữa. La Bội Dao ôm chặt lấy con trai, nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng trào ra, lăn dài từ gò má bà ta xuống mặt Trần Văn Học. Nước mắt của hai mẹ con hòa vào nhau tựa như dòng suối chảy trên mặt đất. Lý Dục Thần đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài. Hơi ấm lưu lại trong phòng. Bên ngoài đã lên đèn, gió lạnh mùa đông thổi vào. Căn chung cư cũ kỹ nhưng chẳng thổi tắt nổi tình cảm ấm nồng của con người. Khi Phan Phượng Anh về đến nhà, Trần Chí Hổ đang đau đớn lăn lộn dưới đất. Con trai à, con sao rồi? Con trêu, Phan Phượng Anh vội vàng hỏi. Bà ta nghĩ tới lời Lý Dục Thần nói, hằng ngày cơn đau sẽ mạnh lên gấp bội, nếu như ý chí không đủ mạnh thì có lẽ không thể sống nổi quá 3 ngày. Định bang, Phan Phượng Anh sốt ruột hỏi, nhà họ Hoàng nói thế nào? Bao giờ thì Hoàng Lão Tông Sư mới tới? Lúc này, Trần Định Bang cũng rất nóng ruột nhưng ông ta vẫn cố gắng bình tĩnh nói, yên tâm, nhà họ Hoàng đã đồng ý rồi, chẳng mấy chốc sẽ tới ngay thôi. Định Bang, ông gọi lại giục người ta đi, bọn họ ra điều kiện thế nào thì cũng cứ đồng ý đi, Phan Phượng Anh nói. Trần Định Bang không còn cách nào khác đành phải gọi lại cho bọn họ. Buổi tối, Hoàng Duy Long đi cùng với chú mình Đại Tông Sư Hoàng Tổ Hùng đã lâu không lộ mặt công khai tới nhà họ Trần. Trần Định Bang đã từng gặp Hoàng Tổ Hùng, khí phách mạnh mẽ của bậc Đại Tông Sư toát ra từ người Hoàng Tổ Hùng lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm trong âm trí Trần Định Bang hồi trẻ. Thế nhưng lần này gặp lại, Trần Định Bang phát hiện ra, khí thế choáng ngợp của Hoàng Tổ Hùng năm xưa đã không còn nữa, trông ông ta giờ chỉ còn giống một người bình thường chẳng có gì đặc biệt. Đến mức mà Phan Phượng Anh phải hỏi nhỏ ông ta xem đây có phải là Hoàng Tổ Hùng thật không? Đương nhiên nhà họ Hoàng không đến mức dẫn một Hoàng Tổ Hùng giả tới lừa người khác. Trần Định Bang cũng có mắt, ông ta biết thế nào là phản pháp quy chân, chứng tỏ cảnh giới của Hoàng Tổ Hùng đã tiến thêm một bậc. Có thể nhận ra điều này từ nét mặt tự tin của Hoàng Duy Long. Vốn cứ nghĩ tông sư ra tay thì huyệt đạo và kinh mạch bị phong bế trên người Trần Chí Hổ sẽ được hóa giải một cách thuận lợi nhưng không ngờ rằng, Hoàng Tổ Hùng kiểm tra thân thể cho Trần Chí Hổ xong lại nhíu mày, nói. Khí mạch bế tắc, linh khu thay đổi, đây không phải là thủ pháp võ đạo thông thường. Ai là người làm cậu Trần bị thương vậy? Trần Định Bang đáp, người này tên là Lý Dục Thần, là một thanh niên. Nghe nói lâu nay cậu ta học nghệ ở trên núi, mới vừa xuống núi chưa lâu. Có biết sư phụ của cậu ta là ai không? Hoàng Tổ Hùng hỏi. Chuyện này thì tôi không biết, Trần Định Bang lắc đầu nói. Hoàng Tổ Hùng lắc đầu, vậy thì khó rồi đây. Hoàng Lão Tông Sư, ngài nhất định phải mau cứu con trai của tôi. Ngài muốn ra điều kiện thế nào thì cứ nói đi ạ, Phan Phượng Anh vội la lên. Trần Định Bang lườm vợ mình một cái, bà nói gì vậy? Sao có thể nói những lời này trước mặt Lão Tông Sư, bà không thấy xấu hổ sao? Hoàng Tổ Hùng phẩy tay nói, không sao, bà ấy. Nóng lòng cứu con, có thể thông cảm được. Hoàng Duy Long hỏi, chú à, liệu có cứu được không? Hoàng Tổ Hùng hiểu ý của cháu mình, nếu như, không cứu được thì hôm nay đi chuyến này coi như uổng công, điều kiện mà nhà họ Trần đã đồng ý đương nhiên cũng không còn giá trị nữa. Ông ta mỉm cười, thủ pháp đặc biệt như vậy, ta không dám cưỡng chế giải huyệt. Nghe vậy. Hoàng Duy Long và Trần Định Bang đều cảm thấy thất vọng. Nhưng Hoàng Tổ Hùng lại lập tức đổi giọng có. Điều, ta có thể tới gặp tên nhóc họ Lý kia. Hai mắt Trần Định Bang sáng lên. Đúng vậy, muốn cởi chuông phải nhờ người cột chuông, với thủ đoạn của tông sư, muốn ép tên nhóc kia đi vào khuôn khổ chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao. Lý Dục Thần đi dạo quanh những con phố của Thân Châu giữa màn đêm, cảm nhận sự phồn hoa của một thành phố không ngủ. Thấy đã đủ thời gian rồi, anh mới quay lại. La Bội Dao đã nấu xong bữa khuya, ngồi nhìn hai người trẻ tuổi vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Văn Học hỏi Lý Dục Thần,
nếu như Phan Phượng Anh không chịu khuất phục thì Trần Chí Hổ sẽ đau tới chết thật ư? Đúng vậy, Lý Dục Thần trả lời rất thẳng thắn. Trần Văn Học thì không sao, anh ta tin tưởng lời Lý Dục Thần nói nhưng chuyện này lại làm bà Trần La Bội Giao giật nảy mình. Tiểu Lý à, cháu làm gì Trần Chí Hổ vậy, La Bội Giao hỏi. Trần Văn Học nói, mẹ đừng hỏi, Dục Thần có thủ đoạn của thần tiên, hiện tại mẹ chỉ cần chờ Phan Phượng Anh cho kiệu tám người khiêng tới rước mẹ về nhà họ Trần là được. La Bội Giao lắc đầu, nói cho dù bà ta có cho kiệu tám người khiêng tới rước mẹ thì mẹ cũng không đi đâu. Trần Văn Học hết sức khó hiểu, mẹ, chẳng phải mẹ vẫn luôn muốn được đàng hoàng bước vào nhà họ Trần hay sao? Con cảm thấy như vậy có gì vẻ vang không? La Bội Giao khẽ thở dài một tiếng, Phan Phượng Anh làm gì không quan trọng, quan trọng là bố con, nếu như ông ta không thật lòng muốn rước mẹ về nhà họ Trần thì có mang kiệu tám người khiêng tới rước mẹ cũng có ý nghĩa gì? Mẹ bước vào cửa nhà họ Trần cũng có khác gì bước vào một chiếc quan tài sống. Hơn nữa, mẹ hiểu rõ Phan Phượng Anh, nhất định bà ta sẽ không cam lòng, bảo bà ta rước mẹ về nhà họ Trần chẳng khác gì giết bà ta. Hơn nữa, bọn con còn muốn giành mất vị trí thừa kế của con trai bà ta, sao bà A chịu chấp nhận chứ? La Bội Giao lo âu nói, Phan Phượng Anh nhất định sẽ trả thù, bọn con phải cẩn thận một chút. Lý Dục Thần cười nói, dì La, dì yên tâm. Nếu bà ta dám trả thù, vậy thì cháu sẽ không chỉ đơn giản bắt bà ta dùng kiệu tám người khiêng tới rước gì nữa đâu. Trần Văn Học cũng nói, đúng vậy, mẹ, có Dục Thần ở đây thì mẹ cứ yên tâm. La Bội Giao vẫn không yên lòng, bọn con đấy, cẩn thận một chút vẫn hơn. Đúng lúc này, cửa ra vào vang lên tiếng gõ cửa. Đã khuya vậy rồi, ai tới vậy nhỉ? La Bội Giao lấy làm lạ, đi ra mở cửa xem thử thì hóa ra là Cố Ngôn Châu. Ông cốt La Bội Giao quen biết Cố Ngôn Châu, năm xưa, lúc bà ta còn ở bên Trần Định Bang, Cố Ngôn Châu đã đi theo Trần Định Bang rồi. Bà chủ, Cố Ngôn Châu vẫn luôn gọi La Bội Giao như vậy. La Bội Giao vội mời Cố Ngôn Châu vào nhà. Đã khuya vậy rồi, sao ông Cố lại tới đây? Trần Văn Học vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi, anh ta cực kỳ kính trọng Cố Ngôn Châu. Cố Ngôn Châu cười với anh ta rồi khẽ khom lưng chào Lý Dục Thần. Lý Dục Thần khẽ gật đầu xem như đáp lại. Tôi tới để từ biệt, Cố Ngôn Châu nói. Từ biệt, ông muốn đi đâu? Trần Văn Học hỏi. Tôi đã rời khỏi Tân Môn mấy chục năm, giờ đã có tuổi, muốn về xem lại Tân Môn, Cố Ngôn Châu nói. Nhưng, chẳng phải ông đã đoạn tuyệt tình nghĩa với nhà họ Cố ở Tân Môn từ lâu rồi sao? Trần Văn Học từng nghe nói về chuyện của Cố Ngôn Châu, năm xưa ông ta giết người ở Tân Môn, làm trái gia quy. Bị nhà họ Cố ở Tân Môn đuổi ra khỏi nhà. Văn Học, La Bội Giao quát con không được nói, con chớ nói bậy. Ông Cố là người của nhà họ Cố, sao lại đoạn tuyệt tình nghĩa được? Ông Cố, Văn Học nói năng không biết giữ ý giữ tứ, ông đừng để bụng. Cố Ngôn Châu bật cười, không sao, Văn Học nói cũng đúng, năm ấy tôi còn trẻ tuổi nên nóng tính, đúng là đã từng cắt áo đoạn nghĩa với người nhà nhưng giờ nghĩ lại thì chỉ là chuyện cười trong lúc kích động thôi. Lá rụng về cội, tôi đã già rồi, cũng nên về thôi. Tôi sống ở nhà họ Trần nhiều năm như vậy, chỉ có Văn Học là tôi yêu thương nhất. Tôi không có con nên coi thằng bé như con trai tôi. Lần này tôi đi khỏi Thân Châu, không biết sau này có gặp lại nữa không nên hôm nay tới đây chào. Từ biệt mọi người. Không hiểu sao, Trần Văn Học bỗng thấy bùi ngùi. Ông Cố, ông đừng nói vậy, sau này cháu sẽ tới Tân Môn thăm ông. Cố Ngôn Châu gật đầu nói. Vậy thì tốt quá, có điều sắp tới cháu phải cẩn thận, e là bà Phan sẽ không bỏ qua cho cháu dễ dàng như vậy đâu. Hừ, bà ta thì làm gì được cháu chứ, Trần Văn Học. Tỏ ý khinh thường, trước tiên bà ta cứ lo giữ được mạng cho con trai bà ta đi rồi hãng nói. Cố Ngôn Châu nhìn Lý Dục Thần một cái, nó cậu Lý ở đây, đương nhiên là cháu không sao rồi nhưng không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị quân ăn trộm để mắt tới. Nhà họ Phan có gia thế lớn. Lần này nhà họ Hoàng đã đồng ý rồi, lão tông sư Hoàng Tổ Hùng sẽ ra tay tương trợ, cậu Lý cũng phải cẩn thận. Cảm ơn đã báo cho tôi biết, mặc dù Lý Dục Thần chẳng để tâm chút nào nhưng anh vẫn cảm ơn ông ta một tiếng. Ở trường đấu chó của thành phố Hòa, Cố Ngôn Châu đã được chứng kiến bản lĩnh của Lý Dục Thần, chân khí phóng ra ngoài, phất tay thành lưỡi dao, chém xuyên qua. Không khí, đây đều là thủ đoạn của tông sư, còn thủ đoạn bàn tay tỏa sáng. Giết hết oan hồn thì rõ ràng không phải là võ đạo mà là một loại huyền thuật trong đạo Pháp.
Ông A rất muốn biết so với tông sư võ đạo chân chính thì Lý Dục Thần mạnh tới đâu, nhưng tiếc là chưa gặp được cơ hội này. Ông cố định bao giờ xuất phát, là Bội Dao hỏi. Ngày mai tôi sẽ đi luôn, Cố Ngôn Châu nói. Vội vã vậy à, Trần Văn Học kinh ngạc, sao không ở thêm vài ngày nữa hãng đi, để bọn cháu chuẩn bị cẩn thận một chút, tiễn ông đi. Cố Ngôn Châu phẩy tay cười nói, đâu phải thanh niên trai tráng đi ra ngoài sông sáo, chỉ là một ông ra quay về Cố Hương thôi mà, có gì đâu mà phải tiễn. Lý Dục Thần đột nhiên hỏi, hiện tại ai là gia chủ của nhà họ Cố ở Tân Môn? Cố Ngôn Châu ngạc nhiên, không hiểu anh hỏi vậy làm gì, bèn đáp, gia chủ là chú họ của tôi, tên là Cố Thanh Sơn. Lý Dục Thần nói, nhà họ Cố ở Tân Môn là gia đình theo võ đạo nhiều đời, có võ cổ truyền qua các đời, không biết tu vi của gia chủ đời này ra sao. Cố Ngôn Châu nói, 30 năm trước, chú Thanh Sơn đã được xếp vào hàng tông sư, bước nửa bước ra ngoài võ đạo, không biết mấy năm nay đã lên tới cảnh giới gì rồi, tôi không dám tự ý đoán bừa. Lý Dục Thần gật đầu nói, vậy đại khái là đã nhập đạo bằng võ, đột phá tiên thiên. Sau này ông Cố trở về, có thể nói với Thanh Sơn gia chủ rằng, nếu nhà họ Cố có chuyện gì khó xử thì có thể tới tìm tôi. Cố Ngôn Châu sững sờ, nhà họ Cố có thể có chuyện gì khó xử chứ? Tân Môn có rất nhiều gia đình võ đạo nhiều đời, nhưng nhà họ Cố vẫn là gia đình nổi trong số đó, cho dù so với toàn bộ võ lâm phương Bắc thì gia đình họ vẫn là gia đình võ cổ vào hàng nhất nhì. Nếu có ngày mà ngay cả nhà họ Cố cũng cảm thấy khó xử, không giải quyết nổi thì trên đời này còn mấy ai có thể giải quyết được nữa. Cố Ngôn Châu không trả lời, bởi ông ta cảm thấy lời này của Lý Dục Thần quá vô lễ. Lý Dục Thần hiểu ý ông ta, mỉm cười, nói, nhà họ Cố có một người tên là Cố Huyền Đồng, ông có biết không? Cố Ngôn Châu lấy làm kinh hãi, nói, đó là ông nội đã quá cố của tôi, sao cậu Lý lại biết tên cụ ấy? Hóa ra là ông nội của ông, Lý Dục Thần bật cười, ông ta từng nói với tôi, nếu như Ngao Du Hồng Trần, ngang qua Tân Môn, có cơ hội thì hãy chọn lấy một người trong số hậu duệ của nhà họ Cố để truyền một câu. Gì cơ, Cố Ngôn Châu giật mình, cậu nói là cụ. Ông nội nhà tôi vẫn còn sống à? Lý Dục Thần khẽ gật đầu. Không, không thể nào, Cố Ngôn Châu không dám tin, ra sức lắc đầu. Lý Dục Thần nói, thực ra ông ta còn sống hay đã chết không quan trọng. Bởi vì dù sao các ông cũng không gặp được ông ta, trừ phi trong số hậu duệ của nhà họ Cố các ông có người có thể luyện thành bát quái du hồn, triệt để đột phá tiên thiên. Nghe tới bốn chữ bát quái du hồn, Cố Ngôn Châu càng kinh ngạc hơn, ông ta bắt đầu tin lời Lý Dục Thần nói. Bởi vì bát quái du hồn là cảnh giới cao nhất trong bát quái trưởng của nhà họ Cố, chỉ có người nối nghiệp thuộc chỉ trưởng của nhà họ Cố mới biết cái tên này, hơn nữa chưa từng truyền ra ngoài. Về phần khẩu quyết thì lại càng là chuyện nội bộ của nhà họ Cố, chỉ có một vài người đủ tư cách để học. Lý Dục Thần vẫy tay. Cố Ngôn Châu bất giác cúi người, bước tới chỗ Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nói thì thầm gì đó bên tai Cố Ngôn Châu. Cố Ngôn Châu nghe xong thì vô cùng sợ hãi, như thể nghe được bí mật gì đó cực kỳ ghê gớm trên đời này. Sau một hồi nghẹn họng, trố mắt, ông ta chợt mừng như điên, kích động run rẩy toàn thân. Khẩu quyết này, ông ta run giọng lẩm bẩm. Chẳng trách mấy chục năm nay tôi chỉ quanh quẩn ở Hóa Kinh, từ đầu tới cuối luôn cách tông sư một tầng, thì ra là thế. Cố Ngôn Châu đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lý Dục Thần. Chuyện này làm Trần Văn Học và La Bội Dao sợ hãi. Trong mắt người bình thường, một ông già 60, 70 tuổi lại quỳ xuống trước mặt một người chừng 20 tuổi chẳng những không hợp lễ nghi mà còn tổn thọ. Nhưng Lý Dục Thần vẫn đứng yên, vui vẻ nhận lấy cái quỳ này của Cố Ngôn Châu. Cảm ơn cậu Lý truyền đạo, Cố Ngôn Châu cung kính dập đầu một cái. Lý Dục Thần dìu ông ta đứng dậy, nói tôi nhận cái lạy này thay cho ông nội của ông. Ông ta nói bát quái du hồn quyết mà ông ta truyền cho hậu duệ bị sai câu cuối cùng, tiếc là tới khi ông ta hiểu ra điều này thì ông A đã rời khỏi nhà họ Cố mất rồi. Câu mà tôi vừa truyền cho ông chính là câu mà ông ta đã sửa lại khi về già. Trong đó không chỉ ẩn chứa công phu bát quái võ đạo. Ông phải nhớ rằng, bên ngoài du hồn, bát phương vô cực, có thể tới bất kỳ đâu trong trời đất này, nhưng vẫn phải coi mình là một khối đá, nếu không khó lòng chống chọi vượt qua được thiên hình lôi kiếp. Cố Ngôn Châu kích động nói, cảm ơn cậu chỉ bảo, tiếc rằng Ngôn Châu đã già rồi, phí phạm mất mấy chục năm tuổi trẻ tươi đẹp, không biết có còn kịp đặt chân vào ngưỡng cửa tông sư nữa hay không. Lý Dục Thần cười nói, tông sư thì có là gì?
Tam Phong chân nhân của Võ Đăng đã từng nói, chỉ cần vẫn còn một hơi thở thì vẫn còn cơ hội kim đan đại thành. Ông có công phu làm gốc rễ, tuổi tác hiện tại còn chưa quá cao, học thành bát quái du hồn thì tông sư chỉ là chuyện nhỏ. Nếu trước đây nghe thấy lời này, nhất định trong lòng Cố Ngôn Châu sẽ khinh bỉ người nói quá ngông cuồng. Trên đời này làm gì có ai dám nói tông sư chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng hôm nay, khi lời này được nói ra từ miệng Lý Dục Thần, Cố Ngôn Châu lại chỉ cảm thấy máu nóng dâng trào. Lúc này, Lý Dục Thần bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như thể xuyên qua hư không, nhìn tới một nơi xa xôi. Cố Ngôn Châu dường như cảm nhận được gì đó, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ông ta không thấy bất kỳ thứ gì. Ngoài cửa sổ chỉ có bóng đêm đen đặc và ánh đèn lấp lóe từ cửa sổ của những ngôi nhà đằng xa. Lý Dục Thần đứng dậy, nói, Di La, Văn Học, hai người đi nghỉ sớm đi, tôi đi ra ngoài một chút. La Bội Giao hỏi, khuya vậy rồi cháu còn đi đâu nữa? Trần Văn Học hình như đoán ra gì đó, anh ta hỏi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Dục Thần cười nói, không có gì, tôi đi một lát rồi về ngay. Nói rồi, anh lập tức đi ra ngoài. Cố Ngôn Châu vội vàng đứng dậy đi theo ra ngoài. Trần Văn Học cũng muốn đi nhưng nghĩ rồi lại cố nhịn. Lý Dục Thần đi xuống dưới nhà, dọc theo con đường chật hẹp đậu đầy ô tô, băng qua tòa chung cư cũ kỹ, đi vào trong vườn hoa của khu chung cư. Ở giữa vườn hoa có một quảng trường nhỏ, ban nãy còn bị các bác gái chiếm chỗ để tập múa, hát vang những khúc ca mang đậm bản sắc dân tộc. Lúc này đêm đã khuya, các bác gái đã ra về, quảng trường được bỏ lại, trống không. Lý Dục Thần tiến tới giữa quảng trường. Cố Ngôn Châu đi theo sát sau lưng anh. Rõ ràng quảng trường rất trống trải, trên bầu trời còn có một vài ánh sao, gió lạnh lùa qua làm tán cây đong đưa dưới ánh đèn đường mờ vàng. Nhưng Cố Ngôn Châu lại cảm thấy vô cùng bàng hoàng và ngạt thở như thể không khí ở đây đặc quánh như hổ gián. Sau đó, ông ta nhìn thấy người đứng giữa khoảng sân rộng. Người đó dường như bỗng dưng hiện ra. Lúc đi ở đằng xa hoàn toàn không để ý thấy ông ta ở đó, chỉ khi tới một khoảng cách thích hợp thì mới có thể nhìn thấy, cho nên có cảm giác là ông ta bỗng dưng hiện ra. Hết thảy áp lực và cảm giác ngạt thở đều là do sự hiện diện của người này. Hoàng Tổ Hùng. Lúc Cố Ngôn Châu nhận ra đối phương là ai không khỏi giật nảy mình. Mặc dù trong lòng ông ta đã đoán ra được từ trước nhưng khi thực sự giáp mặt với tông sư, ông ta vẫn cảm thấy bất ngờ và kinh ngạc. Ngoài ra, ông ta cũng hết sức kích động, có thể nhìn thấy một trận luận võ cấp bậc tông sư là niềm mong mỏi của bất kỳ người luyện võ nào. Lý Dục Thần chậm rãi bước vào trong khoảng sân rộng, đứng giáp mặt với Hoàng Tổ Hùng. Tóc Hoàng Tổ Hùng đã bạc trắng nhưng mặt mày hồng hào, mang tới cảm giác hạc phát đồng nhan. Cậu chính là Lý Dục Thần. Đúng, cậu hoàn toàn không sợ à? Tại sao phải sợ? Hai người một hỏi một đáp, quan sát lẫn nhau. Cậu có biết tại sao hôm nay tôi lại tới tìm cậu không? Hoàng Tổ Hùng hỏi. Không quan trọng, ông nghĩ thế nào là chuyện của ông, chẳng liên quan gì tới tôi. Câu trả lời của Lý Dục Thần nằm ngoài dự kiến của Hoàng Tổ Hùng, giọng điệu xem thường người khác kiểu này rất dễ chọc giận người khác nhưng tu vi của Hoàng Tổ Hùng sớm đã siêu thoát, trong lòng không vui không buồn, càng không giận. Nếu nói có cảm xúc gì thì đại khái là hơi thất vọng. Bởi vì thái độ nói năng coi thường người khác thế này chứng tỏ tu vi của tên nhóc này có hạn. Cao thủ chân chính nhất định sẽ không nói năng như vậy. Nghĩ lại cũng phải, đối phương chỉ là một thanh niên chừng 20 tuổi thôi, cho dù có luyện võ ngay từ trong bụng mẹ thì cũng đâu đã luyện được mấy năm. Có lẽ đối phương còn biết được một vài thuật pháp tà đạo nhưng vậy thì đã sao? Ở trước mặt tông sư võ đạo, những trò mèo đấy chẳng là gì cả. Này cậu thanh niên, ngạo mạn sẽ phải trả giá đắt đấy. Hoàng Tổ Hùng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.